Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không. Tập 57. Chương 561, ở lại. Vân Thánh Điện, Kim Thế Trung sắc mặt âm trầm, tức là nguyên nhân bọn họ tới đây là vì Ninh Dạ xin học vạn lại bí thuật của Hàn Cô Xương. Hàn Cô Xương yêu cầu hắn phải theo mình vân du một phen. Sau đó thì tới Thiên Thánh Phủ chúng ta. Hả? Sao cái này nghe như kiểu trâu già gặm cỏ non vậy? Sao Quân Hải bên cạnh cũng vui vẻ, Hàn Cô Xương xưa nay thanh tâm quả dục, không thích chuyện nam nữ, chắc không đến nỗi. Nhưng bà lão này có một ái đồ, lần này cũng mang theo, không phải tìm lang quân cho học trò cưng của mình đấy chứ. Nhậm Phượng Long cũng lấy làm lạ, thế sao Ninh Dạ còn dắt theo Chỉ Vãn Ngưng? Sao Quân Hải nói, dẫu sao cũng phải được vợ lớn đồng ý. Kim Thế Trung nghi hoặc nhìn hai người bọn họ. Hai lão già không chịu chết các ngươi tính tổng lại cũng hơn 5.000 tuổi rồi, sao lại thành hóng hớt như vậy? Hắn ho nhẹ vài tiếng, kéo sự chú ý của hai người về. Bây giờ vấn đề là, chúng ta nên làm thế nào? Có cần? Hắn giơ tay ra hiệu chém. Sao Quân Hải và Nhậm Phượng Long nhìn nhau, cùng lắc đầu. Sao Quân Hải nói, ta biết Hàn Cô Xương, nếu chúng ta dốc toàn lực ra tay, bà lão này cũng khó mà chạy trốn. Nhưng đừng nhìn bà lão này đi theo đạo về băng xương, tính nóng như lửa ấy. Ép bà ta quá đáng, không khéo bà ta đóng băng cả vạn dặm trong Thánh Châu này. Nhậm Phượng Long cũng nói, căn cứ theo những gì người của chúng ta ở Hắc Bạch Thần Cung báo cáo, Ninh Dạ sở trường về quang đạo. Chẳng những có chiến pháp ngưng quang thành nhận, ảo thuật hư huyễn tương sinh, còn có năng lực quang độn. Tuy theo lý thuyết thì chúng ta có thể cản được quang độn với tu vi của hắn, nhưng nếu người này đã ngộ đạo từ sớm thì khó mà nói trước được. Sao Quân Hải nói, chắc chắn hắn đã ngộ đạo, hắn đã tới đạo cảnh vạn cố liễu, nhưng chỉ tới một lần, không tới lần hai. Với thân phận đại điện chủ cường đại, có thể tùy ý ra vào đạo cảnh vạn cố liễu. Nếu chỉ tới một lần rồi không tới lần hai, thế thì có thể xác nhận, chắc chắn y từng có thu hoạch. Đương nhiên mọi người cũng không biết trong đạo cảnh vạn cố liễu y ngộ được huyễn đạo chứ không phải quang đạo, nhưng như vậy cũng không sao. Kim Thế Trung cũng nói, trận chiến ở Hàn Cực bí cảnh, Ninh Dạ dẫn Việt Trọng Sơn đi. Với thực lực của Việt Trọng Sơn cũng không thể đuổi kịp hắn, chứng tỏ pháp thuật quang độn của người này cực kỳ phi phàm, chắc đã đạp lên đạo đồ. Mấu chốt nhất là nếu hắn đã dám tới Thánh Châu, lại dám ngang nhiên lộ diện, chắc phải có đủ tự tin. Chắc thủ đoạn bình thường cũng không bắt được kẻ này. Đã không bắt được, chẳng thà hào phóng một chút. Ba người lập tức hạ quyết định. Lát sau Thịnh Đông Bình nhận được tin tức, xem tin rồi cười híp mắt nói, trưởng giáo đã trả lời, Hàn trưởng lão và Ninh đại điện chủ từ là khách từ xa tới. Nếu không có địch ý thì Thánh Vương các cũng rất hoan nghênh. Nếu muốn du ngoạn có thể tùy ý đi lại. Nếu hai vị có hứng thú cũng có thể vào trong các ngồi. Ninh Dạ cười híp mắt nói, Kim trưởng giáo nói vậy à? Ninh Dạ xin cảm tạ, nếu trưởng giáo đã đồng ý cho Ninh Dạ, vậy Ninh Dạ cũng không khách khí, sẽ tiếp tục ở lại. Nhưng tới Thánh Vương Các, thứ cho ta không đi, nếu ta đi vào không chắc sẽ ra được. Y nói thẳng mình không chắc chắn đột phá cấm chế của Thánh Vương Các, Thịnh Đông Bình cũng chẳng để ý lắm, nếu vậy, hôm khác sẽ trở lại nâng cốc trò chuyện với Ninh Đại Điện Chủ. Nói xong vung tay, người đã bồng bềnh bay đi. Ninh Dạ nhìn theo bóng lưng hắn, tán thưởng, quả là cao nhân. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ bất mãn hừ một tiếng. Xét theo tu vi, theo chiến lực, bà đều mạnh hơn Thịnh Đông Bình, thế nhưng hai gã này chỉ đi khen lẫn nhau, trong mắt hoàn toàn không có mình. Quả nhiên hủ nho đúng là hủ nho, Ninh Dạ này cũng vậy. Long Thâm tức giận, bà lão nói, Ẩm Tuyết, chúng ta đi. Chỉ Vãn Ngưng hỏi, Mỗ Mỗ định đi đâu? Đương nhiên là tìm chỗ ở. Chẳng lẽ lại ở cái chỗ dơ bẩn này à? Nói xong đã dẫn Tân Tiểu Diệp rời khỏi. Giọng nói của bà ta rất lớn nhưng đám người bên ngoài như ý phường nào dám lên tiếng. Chỉ cùng mắng thầm trong lòng, chỗ dơ bẩn thì ngươi không ăn được nhưng ăn thì sung sướng quá nhỉ. Ngoại trừ Tuyết Xà ra, các món khác là ngươi ăn nhiều nhất. Thánh Vương các đã có thịnh tình, tiếp đó Ninh Dạ thật sự ở lại. Hai vị đại lão cứ thế nghênh ngang đi dạo xung quanh Thiên Thánh Phủ, thi thoảng Thịnh Đông Bình còn tới nâng cốc trò chuyện với Ninh Dạ.
vốn là người địa vị cực cao, hai bên cũng không cần phải che giấu, vì vậy hành tung của đám người Ninh Dạ cũng không phải là bí mật, nhanh chóng đồn đại ra xung quanh. Dân chúng bình thường biết thì cũng thôi, đối với bọn họ chuyện này cũng như lãnh tụ quốc gia nào đó tới thăm, thậm chí không trở thành đề tài trò chuyện sau bữa ăn. Ngược lại, số người ở tầng lớp trung lưu bàn luận có phải chuyện này mang ý nghĩa cục diện tám phái đối lập sắp kẻ thù rồi. Đây đúng là tin tức tốt, nếu có thị trường chứng khoán, không khéo sẽ xanh lét. Nhưng đối với lão già Nhàn Vân, đây lại là chuyện đáng lo ngại. Vì sao Ninh Dạ lại đột nhiên chạy tới đây? Y tới Thiên Thánh Phủ làm cái gì? Y tới đây truy tìm mình. Nhưng nghĩ lại thì không thể nào. Chuyện năm đó đã qua rất lâu rồi mà không thấy Ninh Dạ truy sát, cũng không có bất cứ hành động gì, chứng tỏ mình đã giấu được y. Nhưng nếu thế, sao bây giờ hắn lại xuất hiện? Đặc biệt là trong thời điểm then chốt này, chẳng lẽ y biết mình muốn trộm tượng thánh nhân, định ngăn cản? Không thể nào, y và thánh vương các có phải bằng hữu đâu. Chẳng lẽ y biết mình có ý đồ gì? Nhưng nếu thế Ninh Dạ có thể âm thầm đi tới, sao phải gióng trống khua chiêng như vậy? Nói vậy thì, chắc là trùng hợp. Đúng rồi, chắc chắn là trùng hợp. Nhàn Vân lão nhân lo nghĩ không thôi, sau đó tiếp tục đào mỏ. Bây giờ hắn là một thợ mỏ bình thường dưới thánh, vương các, đang làm việc trong một mỏ khoáng ngoài Thiên Thánh Phủ. Quặng trong mỏ này đã đào được khá nhiều ngày, Ninh Dạ tới khiến ông lão này tâm thần thấp thỏm. Nhưng cuối cùng lão vẫn thầm hạ quyết tâm, lấy một khối hỏa lân khoáng thạch được chuẩn bị từ trước ra, nhỏ vài giọt tinh huyết cũng chuẩn bị sẵn lên, thế là khoáng thạch kia tỏa ra ánh sáng đỏ máu. Trong lúc Nhàn Vân lão nhân còn đang tính toán, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ lại thấy buồn bực. Chuyện tới nước này, Ninh Dạ đã hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của Thánh Vương Các, theo lý mà nói, y không thể thắng trong lần đặt cược này. Nhưng nhìn dáng vẻ đầy tự tin của y, có thế nào cũng không định nhận thua. Tượng thánh nhân đặt tại trấn Tà Tràng ở bên trong Thánh Vương Các, xung quanh trấn Tà Tràng trống trải, chỉ có tượng thánh nhân đứng sừng sững tại đó. Bốn phía bố trí 28 tượng binh qua thạch nhân, bên trên có trận pháp cấm không, bên dưới bố trí chu sát thần trận, kiêm cả sát phạt, có cả giam cầm khống chế. Người trấn thủ phía sau còn là bản thân trưởng giáo Kim Thế Trung, tâm linh tương thông với tượng thánh nhân, gọi cái là đến, điều khiển như cánh tay, có dị động gì là lập tức phát hiện. Bảo vệ nghiêm ngặt như vậy, cho dù là chư thánh của Thái Âm Môn chúng ta cùng ra tay cũng không dám nói có thể trộm được, cách duy nhất lấy được là cướp đoạt. Trong tình huống như vậy, Ninh Dạ phải làm thế nào mới lấy được? Tân Tiểu Diệp cười nói, nếu Ninh Dạ đã có lòng tin, thế thì sư phụ cứ yên tâm chờ đợi là được. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng, ta sợ hắn lãng phí một năm của ta. Tân Tiểu Diệp bèn nói, theo lẽ thường thì Ninh Dạ tốn không tới 50 năm đã tu hành tới vô cấu trung kỳ, e là thời gian của hắn còn đắt giá hơn của sư phụ một chút. Chương 562, đuổi khách. Chính giữa tháng 3, trăm hoa đua nở, lại một ngày đẹp trời. Là khu vực bình an nhất ở Thánh Châu, vì vậy nơi đây cũng phồn hoa hiếm thấy. Người đi kẻ lại trên đường đông như mắc cửi, thương hộ buôn bán sầm uất, thi thoảng lại có tiếng đọc sách êm tai vang lên. Do có Chi Thư Thiên Tôn, Thánh Châu cũng là nơi có nhiều người đọc sách. Người đọc sách được coi trọng, thư sinh khá nhiều, thường có lời dạy của thánh nhân. Nhưng đáng tiếc thánh này không phải thánh kia, ngoài nói miệng thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng lại cực kỳ có ích đối với Chi Thư Thiên Tôn. Hắn dùng văn giảng đạo, văn mãn thiên hạ, đạo hạnh cửu châu, cũng coi như người có đạo hạnh thâm hậu nhất trong giới tu tiên giả. Khi rảnh rỗi, thậm chí Thịnh Đông Bình còn đích thân dạy học. Hắn tới Thánh Ngôn Thư Viện, cũng coi là học phủ tối cao trong khu vực Thánh Châu. Hôm nay Ninh Dạ rảnh rỗi nên được Thịnh Đông Bình hẹn tới Thánh Ngôn Thư Viện. Ngồi ngoài từ đường, Ninh Dạ có thể nghe thấy tiếng giảng bài của Thịnh Đông Bình vang vọng bên trong. Người này giảng bài cũng rất nghiêm túc, tuy chỉ giảng một số văn chương bình thường, đạo lý làm người, nhưng thái độ cực kỳ có trách nhiệm, có học. Sinh không hiểu lên tiếng hỏi, hắn cũng dốc tâm huyết dạy bảo, hoàn toàn không có vẻ bực bội mất kiên nhẫn. Vì vậy Ninh Dạ còn dùng lưu ảnh thạch ghi lại. Chỉ Vãn Ngưng thấy hắn làm vậy mỉm cười hỏi, chàng ghi lại đoạn này làm gì? Về cho Thường Thư Thành xem thử, cũng là người đọc sách, người ta giảng đạo khắp thiên hạ, khuyên mọi người học tập. Hắn thì sao? Chỉ biết ôm khư khư sách vở, kém quá xa, đúng là kém quá xa. Để hắn học tập một chút, Chỉ Vãn Ngưng cười nói, thế còn chàng, sao chàng không học?
Ninh Dạ thở dài, ta cũng muốn học, nhưng nàng nói xem ta dạy cái gì bây giờ. Đao đạo, người người cầm đao, chém giết khắp thiên hạ. Huyễn đạo, người người xảo quyệt, lừa dối chúng sinh. Quang đạo, dạy thế nào? Cho một người tạo vầng mặt trời nhỏ hả? Có một số năng lực không thể giảng đạo được. Chưa chắc đã là không thể. Giọng nói của Thịnh Đông Bình vang lên. Hắn còn đang giảng bài trong sảnh, nhưng không ảnh hưởng tới chuyện trao đổi với Ninh Dạ, cứ như ở ngay bên cạnh hắn. Ninh Dạ cũng nổi hứng thú, thế thì Thiên Tôn nói thử xem nên giảng đạo như thế nào. Thịnh Đông Bình trả lời, thế thì phải xem đạo của ngươi có hợp với chí hướng của ngươi không. Đạo có hợp với chí hướng không? Ninh Dạ ngẩn người. Nói lại thì, thật ra chí hướng của Ninh Dạ có ba. Một là báo thù, đây là tư tâm, giờ đã gần xong. Hai là ngăn cách tiên phàm, đây là việc công nhưng quá mức xa xôi, tạm thời không nhắc tới. Thứ ba là tiêu giao thiên ngoại, cũng coi là tư tâm, coi như mục tiêu khác của bản thân sau khi báo thù. Đối với Ninh Dạ, y chưa từng nghĩ tới chuyện đạo phải hợp với chí hướng. Vì vậy chí hướng của y không liên quan tới đạo. Nhưng thời khắc này lời nói của Thịnh Đông Bình lại đánh thức y. Nếu hứng thú tức là thiên phú, thế thì chí hướng chính là đạo đồ. Đạo mà mình mong muốn chính là chí hướng mà mình theo đuổi. Nếu hiểu theo cách này, sau khi ngộ đạo y khó tiến bộ, có lẽ không chỉ vì tu vi mà còn vì đạo và chí hướng không hợp. Mà Thịnh Đông Bình lại khác, đạo của hắn và chí hướng của hắn là nhất trí, hắn cũng không ngại chuyện đạo của mình bị giới hạn về chiến lược. Chỉ một lòng làm chuyện mà mình muốn làm, có lẽ đây là nguyên nhân khiến thiên phú của hắn bình thường nhưng lại có thành tựu như ngày hôm nay. Bây giờ Thịnh Đông Bình nói vậy, khiến Ninh Dạ hiểu ra. Ninh Dạ suy nghĩ rất lâu rồi nói, một lời của Thiên Tôn đánh thức người trong mộng, Ninh Dạ xin thụ giáo. Ngươi có ý tưởng rồi, Thịnh Đông Bình cười nói. Đúng vậy, đã có, tuy còn hơi xa xôi, nhưng ít ra. Đã biết phương hướng, Ninh Dạ mỉm cười đáp, thế thì tốt rồi. Trong sảnh vang lên giọng nói của Thịnh Đông Bình, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Sau khi mọi người trở về còn phải làm một ít bài tập. Sau khi thông báo xong, Thịnh Đông Bình đi ra, hôm nay Ninh huynh đệ định tới đâu chơi. Ninh Dạ cười nói, hay là tùy ý đi dạo một chút. Cũng được, ba người kết bạn cùng đi. Ra khỏi thư viện, tùy ý dạo bước trên đường. Bọn họ thu liễm thần uy, gương mặt thay đổi, cũng không có ai nhận ra bọn họ, có thể thoải mái tiêu dao. Dọc đường đi, tiện đường trò chuyện, cũng chỉ nói mấy chuyện lý thú, bàn tán về địa phương. Đương nhiên thi thoảng cũng đề cập tới chuyện chính. Lúc này Thịnh Đông Bình nói, đúng rồi, đại điện chủ chạy tới Thiên Thánh Phủ, dạo chơi suốt 2 tháng. Có điều ngươi thì tiêu dao đấy, nhưng có biết Trường Thanh Giới lại vì chuyện ngươi và Mỗ Mỗ mà chấn động ầm ĩ không? Ha ha, cái này cũng khó tránh. Ninh Dạ cười nói. Mỗi lời nói cử chỉ của các vị đại nhân đều gây ra ảnh hưởng, chuyện Ninh Dạ và Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cùng tới Thánh Châu đã được đồn đại suốt 2 tháng, bây giờ có không ít người biết. Hà Sinh Mặc nghe xong kinh hãi, còn đích thân đưa tin hỏi Ninh Dạ xem y có ý gì. Tuy lời nói khách khí nhưng giọng điệu bên trong lại là có phải ngươi định phản bội Hắc Bạch Thần Cung gia nhập Thánh Vương Các không? Hắc Bạch Thần Cung có làm gì có lỗi với ngươi đâu, có gì cần thì từ từ rồi nói. Ninh Dạ đành trả lời là ta nổi hứng Vân Du. Vân Du à, có tu tiên giả nào không Vân Du, làm đại điện chủ chẳng lẽ không có quyền Vân Du, càng không có lý lẽ nào là chỉ có thể Vân Du trong địa phận của chúng ta. Không sao, không có chuyện gì đâu, ngươi cả nghĩ quá rồi. Hà Sinh Mặc thấy y nói vậy cuối cùng cũng coi là thở phào một hơi, nhưng tâm trạng còn thấp thỏm. Nhắc y là Thánh Vương Các là môn phái đối địch, bụng dạ khó lường, ứng đối cẩn thận. Không có chuyện gì thì về mau mau. Mộc Khôi Tông và Vạn Hoa Cốc cũng chẳng nhàn rỗi. Mộc Khôi Tông đưa tin hỏi Ninh Dạ có phải lại hợp tác gì đó với Thánh Vương Các không? Bọn họ và Thánh Vương Các là đồng minh, nhưng có lúc đề phòng đồng minh còn hơn cả đối thủ, lúc này chỉ sợ Ninh Dạ gây ra chuyện gì, bị Thánh Vương Các đào góc tường thì rất không ổn. Quan trọng nhất là cái gã Ninh Dạ này quá quỷ quyệt. Ninh Dạ đáp lại bọn họ lại rất thành thật, nói thẳng luôn là ta muốn xem liệu có thể trộm được tượng thánh nhân không. Câu nói này khiến đám người Mộc Khôi Tông choáng váng. Được rồi, bây giờ không cần lo Ninh Dạ bị Thánh Vương Các đào góc tường, nhưng ngươi lại muốn trộm chí bảo của đồng mình, thế này hình như không ổn. Quan trọng là chúng ta biết rồi, nên ngăn cản ngươi hay không nên ngăn cản ngươi đây. Mộc Khôi Tông cảm giác khó chịu, đồng thời còn nghĩ chuyện lớn như vậy sao ngươi lại tùy ý nói ra.
chẳng thà không cho chúng ta biết. Ninh Dạ cũng rất oát ức, nói thật với các ngươi mà các ngươi còn không vui. Phản ứng của Vạn Hoa Cốc khá là bất ngờ, trực tiếp chất vấn có phải y lại để ý tới thánh nữ thánh vương các không. Ninh Dạ cũng ngớ người, thánh vương các có thánh nữ à? Sao ta không biết? Ta có biết cô ấy tên gì, dung mạo ra sao đâu. Quan trọng là sao lối suy nghĩ của Vạn Hoa Cốc lại kỳ khôi như vậy? À, có háo sắc lúc nào đâu. Thái Âm Môn thì không buồn hỏi y, bọn họ hỏi Tuyết Yêu Mỗ Mỗ. Bà lão này nào có dễ tính, trực tiếp đáp lại, bà đây đi đâu cần quái gì các ngươi quản. Trực tiếp bật ngược lại, còn Hạo Thiên Môn và Long Dương Phủ, bọn họ không hỏi Ninh Dạ mà hỏi Hà Sinh Mặc. Thế là Hà Sinh Mặc phải đi thề thốt, Vân Du thôi mà. Nói chung, Ninh Dạ ra ngoài một chuyến mà khiến các đại lão trong giới cao tầng rung chuyển một hồi, chẳng qua tâm tư thì rung chuyển kịch liệt, chứ hành động thì tạm thời không có. Nhưng theo biểu hiện đến ngày hôm nay, dường như Ninh Dạ chỉ đi du lịch thật. Nhưng có một số người hiểu khá rõ về Ninh Dạ. Bọn họ biết, Ninh Dạ đến chỗ nào, chắc chắn gà chó không yên. Thậm chí Thịnh Đông Bình cũng có thể cảm nhận được một chút ý vị mưa gió sắp tới. Lúc này hắn vuốt cằm nói, nếu các nhà đều quan tâm đến đại điện chủ cũng du ngoạn ở Thiên Thánh Phủ hơn 2 tháng rồi, chắc không còn gì hay để thưởng thức. Có muốn đổi nơi khác không? Ninh Dạ kinh ngạc, Thiên Tôn đuổi khách đấy à? Thịnh Đông Bình cuống quýt xua tay, ai ra, đâu đến mức đó, đâu đến mức đó. Nhưng ngươi cứ như vậy, các phái cứ tới làm phiền ta. Ta và đại điện chủ mới gặp mà như đã quen, nếu là ý của chính ta, ta còn hy vọng ngươi ở lại thêm một thời gian. Nhưng bây giờ có lời đồn đại không tốt, cho nên ta cũng không muốn lời đồn này phát sinh. Ninh Dạ đã hiểu ý của hắn, nếu ngài đã nói vậy, thế cũng được, ta đi là được rồi. Này, đầu tiên ta phải nói trước, sau khi ta đi, chỗ các ngươi mà có chuyện thì đừng trách ta. Sao câu này của ngươi nghe cứ như nguyền rủa thế? Ninh Dạ nói xong cười ha hả, đã cùng Chỉ Vãn Ngưng bay lên không trung, đang định đi khỏi. Nhưng đúng lúc này, trong Thánh Vương Các, đột nhiên ầm một tiếng, một luồng chấn động kinh thiên bùng lên. Ngay tức khắc, trời long đất lở, không trung biến sắc. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 563, Dung chuyển. Sấm dậy giữa đất bằng, trời đất rung chuyển. Biến cố đột ngột này khiến cả Thịnh Đông Bình cũng phải kinh hãi, nhìn lên bầu trời của Thánh Vương Các. Chỉ thấy một luồng sáng cấm chế lóe lên, sau đó là tiếng gầm cuồng bạo tới cùng cực, phương trộm cắp kia, to gan lắm. Tiếp đó chỉ thấy một cơn sóng triều tiên lực quét qua, dọn trống tầng mây. Đại trận của Thiên Thánh Phủ đã mở toàn bộ, thiên địa đều bị bao phủ trong đó. Thế nhưng một cột sáng trực tiếp vọt thẳng lên trời, độn lên không trung, bộc phát ra một cơn sóng triều khủng khiếp. Như đại năng Niết Bàn dốc toàn lực xuất thủ, tất cả tiên pháp thần thông đều bị quét sạch, sau đó là thánh quang hùng vị kéo tới. Chỉ thấy ầm một tiếng, Thánh Vương Các như gặp phải một đòn công kích siêu cường trước nay chưa từng có, rất nhiều kiến trúc ầm ầm sụp đổ. Phân nửa Thánh Vương Các sụp xuống, hỏa hoạn bốc lên khắp nơi. Cho dù trên bầu trời lập tức đổ mưa, dập tắt ngọn lửa, nhưng cơn sóng siêu cấp vừa rồi đã khiến Thánh Vương Các hóa thành một đống gạch vụn. Chứng kiến cảnh tượng này, mọi người đều choáng váng. Thịnh Đông Bình kinh hãi tới mức thân thể run rẩy. Hắn bay lên không trung, quan sát Thánh Vương Các, sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Sao lại như vậy? Ninh Dạ có lẽ là người duy nhất không kinh ngạc, ôi chao, trận thế lớn thật. Xem ra lời đồn đại không hoa, Ninh Dạ ta tới nơi nào thì đúng là chó gà không yên. Ngươi, Thịnh Đông Bình trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Ngay khoảnh khắc sau đã thấy trên bầu trời xuất hiện vài bóng người, không ngờ lại là đám người Nhậm Phượng Long, Sao Quân Hà. Những cường giả mạnh mẽ nhất trong Thiên Thánh Phủ đều xuất hiện, chỉ có Kim Thế Trung không thấy bóng dáng. Thế nhưng nhìn lên trời cao có thể thấy một bóng người đang nhanh chóng bay qua, có lẽ là Kim Thế Trung truy đuổi ai đó. Nhưng hắn chỉ đuổi một mình, Nhậm Phượng Long và Sào Quân Hải lại chạy tới tìm Ninh Dạ. Ý nghĩa của hành động này, khóe miệng Ninh Dạ nhếch lên. Quả nhiên Nhậm Phượng Long đã nói, Ninh Dạ, xuyệt. Ninh Dạ giơ ngón tay lên xuyệt một tiếng, để ta đoán xem. Thánh Vương Các vừa bị tập kích, tổn thất nặng nề. Trong tình huống này các ngươi không truy đuổi kẻ đánh lén, lại phái hai đại Niết Bàn lập tức tới tìm ta,
cũng tức là nhận định chuyện này do ta gây ra, có đúng không? Nhậm Phượng Long, sao Quân Hải cùng đờ người? Thịnh Đông Bình đã nói, chắc chắn không phải Ninh Dạ làm, hôm nay hắn luôn đi cùng ta. Nhậm Phượng Long tức giận nói, con mò sách nhà ngươi, làm sao ngươi biết không phải hắn làm? Không khéo hắn có thần thông nào đó lừa gạt được ngươi, đánh lén Thánh Vương Các, ngươi có biết chuyện gì diễn ra đâu? Ninh Dạ cười nói, là tượng thánh nhân bị trộm đúng không? Cái gì? Thịnh Đông Bình kinh hãi. Sao Quân Hải cũng kích động hẳn lên, nghe thấy chưa? Hắn tự thừa nhận rồi đấy. Ninh Dạ, ngươi còn dám nói không liên quan gì tới ngươi. Chịu chết đi. Một luồng thần thông khổng lồ đã giáng xuống. Ninh Dạ, Trì Vãn Ngưng đồng thời dùng quang độn, đã xuất hiện ở một bên khác, dễ dàng né tránh công kích. Ninh Dạ cao giọng nói, ồ, phải có liên quan thì mới biết được à. Thánh Vương Các gặp chuyện, đáng lý phải là ba người các ngươi truy đuổi người gây án mới đúng, chỉ cần truyền âm cho Chi Thư Thiên Tôn, bảo hắn tới trông coi ta là được. Vì sao hai người các ngươi không đi bắt hung thủ trước mà tới tìm ta? Hai người lại đờ ra. Ninh Dạ nói, vì các ngươi biết vô dụng thôi, đúng không? Vì tượng thánh nhân và Kim Thế Trung tâm thần tương liên, chỉ hắn mới có thể cảm thụ vị trí của tượng thánh nhân. Các ngươi đi không những không giúp được hắn, ngược lại ảnh hưởng tới cảm nhận của hắn. Tuyết Yêu Mẫu Mẫu cũng hừ một tiếng, quan sát tình thế vừa rồi, rõ ràng là tượng thánh nhân phát uy gây ra, công kích từ trong ra ngoài nên mới tạo thành thương tổn lớn như vậy. Người có đầu óc đều nhìn ra tượng thánh nhân có vấn đề. Tuy bà lão kinh không biết Ninh Dạ làm cách nào trộm được tượng thánh nhân, nhưng cũng không ngăn được bà ra vẻ, dùng kết quả suy ngược lại hiện thực. Sự thật chứng minh, lý do này là không đủ, ít nhất Thịnh Đông Bình không đoán được. Nhưng chuyện suy luận này, chỉ cần nghe hợp lý là có thể bào chữa được. Ninh Dạ dùng kết quả đã biết suy ra thứ chưa biết, đương nhiên là gượng ép, nhưng nếu ngươi không biết, thế thì lúc nghe lại là, hình như hắn nói có lý, việc này đúng là không khó đoán. Lại thêm Tuyết Yêu Mẫu Mẫu phụ họa, Nhậm Phượng Long và Sào Quân Hải đều cảm thấy, hình như là thế. Mấu chốt nhất là bây giờ Kim Thế Trung còn đang truy đuổi tượng thánh nhân, còn Ninh Dạ lại ngoan ngoãn đứng ở đây, có nhìn thế nào cũng thấy y không liên quan tới việc này. Vừa rồi bọn họ còn nói có thể Thịnh Đông Bình bị Ninh Dạ lừa gạt, nhưng mình đứng ở đây nhìn Ninh Dạ là biết, chắc chắn tên này là người thật. Nhưng thuyết âm mưu khiến họ không thể tin kết quả này mà tin Ninh Dạ đã tới đây thì chắc chắn có liên quan tới việc này, không khéo còn là kẻ chủ mưu đứng đằng sau. Vì vậy ánh mắt hai người nhìn Ninh Dạ và Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đều lộ vẻ hung ác. Nhậm Phượng Long nói, có nói thế nào đi nữa thì e rằng chuyện hôm nay cũng liên quan tới hai vị. Hừ, chúng ta vốn dùng lễ nghĩa tiếp đón hai vị, nhưng hôm nay hai vị phải cho chúng ta một câu trả lời. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ chỉ định ra vẻ, không ngờ mình lại bị kéo vào, trong lòng phẫn nộ, to gan nhỉ, tưởng ta sợ các ngươi chắc. Ta thấy Thánh Vương các ngươi chẳng cần nửa còn lại làm gì rồi. Nói xong bà lão định đánh lớn một trận. Tuy một chọi ba thì chắc chắn bà không phải đối thủ, nhưng vẫn tự tin mình có thể khuấy cho Thiên Thánh phủ long trời lở đất. Cùng lắm lại trọng thương chạy trốn một lần, lấy ít địch nhiều, có thua cũng không mất mặt. Nhưng Ninh Dạ đã lên tiếng, Mỗ Mỗ đâu cần nổi giận. Bọn họ đang trong lúc cấp bách, xảy ra chuyện lớn như vậy cũng hiểu được mà. Chúng ta đã làm khách ở đây, cũng cần phải cho chủ nhân một câu trả lời. Chỉ cần chứng minh được chuyện này không liên quan tới chúng ta tin Thánh Vương các cũng không muốn trở mặt với chúng ta trong thời điểm này. Y cười híp mắt nói, trong lòng Nhậm Phượng Long và Sào Quân Hải lại run rẩy. Đúng rồi, mất thượng thánh nhân, chuyện này cực kỳ quan trọng. Nếu không liên quan tới Ninh Dạ và Tuyết Yêu Mỗ Mỗ, giờ trở mặt không chỉ dẫn tới một trận đại chiến, thậm chí còn có thể ảnh hưởng tới việc tìm lại tượng thánh nhân. Hai người cùng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, chỉ hy vọng Kim Thế Trung có thể đoạt lại tượng thánh nhân kịp thời. Nhưng vệt sáng lóe lên nơi chân trời dần dần ảm đạm, khiến trong lòng hai người trầm xuống. Ninh Dạ lại nói thẳng, từ đầu không thể đoạt lại, thế thì sau này muốn lấy về sẽ càng khó. Ngươi nói cái gì? Nhậm Phượng Long trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ nói, chắc chắn kẻ đánh cắp tượng thánh nhân đã chuẩn bị từ trước, cũng bố trí sẵn đường lui. Quả nhiên, sau tiếng nói của y, chỉ thấy trên bầu trời lại xuất hiện dòng nước. Dòng nước này thanh thế hùng vĩ, đáng sợ ở chỗ nó tác động lên tâm thần của tất cả mọi người. Linh hồn của ai ai cũng sao động, còn có cảm giác khó mà khống chế. Xung kích thần thông thật khủng khiếp, thậm chí ngay cả đại năng Niết Bàn cũng khó mà chống nổi,
dân chúng cùng ôm đầu kêu lên đau đớn. Ninh Dạ hừ một tiếng, quá đáng lắm rồi. Một luồng sáng hắc bạch lóe lên, hòa quang nguyên thần tỏa rộng, bảo vệ toàn thành. Tiếp đó Trì Vãn Ngưng và Tân Tiểu Diệp cũng xuất thủ. Đồng thời Thịnh Đông Bình cũng ra tay, từng phù văn vàng kim bay lên, hóa thành âm thanh thánh nhân, che chở tám hướng, cả giận nói, các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Nhậm Phượng Long và Sào Quân Hải như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cũng thi triển thần thông bảo vệ toàn thành. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ thấy vậy, tuy không cam lòng nhưng cũng ra tay giúp đỡ, xem như thuận nước đẩy ân tình, dù sao thì bây giờ cũng đang là kẻ tình nghi. Các đại lão đồng thời xuất thủ, cuối cùng cũng bảo vệ được bách tính trong thành, đồng thời trên không trung còn có một bóng người bay vòng vòng như con quay, đập xuống tầng mây, chính là Kim Thế Trung. Hắn có vẻ cực kỳ chật vật, ngay cả ria mép của bị đốt trụi một mảng lớn. Khốn kiếp, cho dù có đuổi tới chân tời góc bể, bản tôn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Chương 564, điều tra đầu vết. Tuy tuyên bố rất khí phách, nhưng chẳng gây ảnh hưởng gì tới kết quả. Sự thật vẫn là Thánh Vương Các đã mất tượng thánh nhân. Kế tiếp chuyện năm xưa mất trộm Cửu Long Đỉnh, Thánh Vương Các lại bị trọng thương, một thần khí trấn phái biến mất không còn tung tích. Chuyện này khiến Kim Thế Trung như muốn phát điên. Hắn từ trên mây hạ xuống, hung hăng trừng mắt với Ninh Dạ. Ninh Dạ, rốt cuộc ngươi và tên trộm bảo vật kia có quan hệ ra sao? Ninh Dạ vỗ tay, không tệ, không tệ, có tiến bộ. Ít nhất bây còn trực tiếp thừa nhận ta không phải người trực tiếp trộm bảo vật. Nhậm Phượng Long và Sào Quân Hải đều không nói gì. Xảy ra chuyện là đi tìm kẻ thế mạng, có lẽ đây là phong cách chung của tu tiên giả. Vấn đề ở chỗ, mục tiêu lần này là Ninh Dạ và Tuyết Yêu Mỗ Mỗ. Người ta đâu phải loại tùy tiện làm kẻ thế mạng cho ngươi. Nhậm Phượng Long không thể không nhắc nhở Kim Thế Trung, trong thời điểm này tốt nhất không nên tùy tiện quăng tội, nếu khai chiến chỉ tổ bất lợi cho Thánh Vương Các. Kim Thế Trung cực kỳ tức giận. Khác với bọn Nhậm Phượng Long, hắn là trưởng giáo, tượng thánh nhân là bảo vật mà hắn nắm giữ. Tượng thánh nhân thất lạc, không chỉ mất đi thực lực mà còn cả thể diện, địa vị của toàn bộ Thánh Vương Các, cùng với địa vị của hắn. Từ nay về sau, hắn cũng trở thành tội nhân của Thánh Vương Các. Cũng như vị trưởng giáo năm xưa, vì để mất Cửu Long Đỉnh, lại không thể lấy về, kết quả nghĩ quẩn, trực tiếp tự vẫn tạ tội. Đương nhiên Kim Thế Trung sẽ không tự sát tạ tội, thế nhưng từ nay đã có khúc mắc, sẽ cực kỳ bất lợi đối với việc tu hành của hắn, không cẩn thận thì cả đời không thể tiến bộ. Vì vậy lúc này hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Dạ, như người chết bắt được cọng rơm, nói, Ninh Dạ, chắc chắn không phải ngươi vô duyên vô cớ tới đây. Hôm nay nếu ngươi không cho bản tôn một câu trả lời, cho dù có phải gây chiến, bản tôn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho các ngươi. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ lại bực bội, ngươi không bỏ qua cho chúng ta, sao lại hỏi Ninh Dạ? Ngươi làm thế là không để bản Mỗ Mỗ trong mắt phải không? Chẳng lẽ ta là người thừa? Ninh Dạ cười nói, ngươi muốn câu trả lời. Được thôi, ta cho ngươi câu trả lời. Hả? Mọi người cùng nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ đã bay về phía Thánh Vương Các, vừa bay vừa nói, đi theo đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mọi người bị hành động của y làm cho ngây ngốc, nhưng Ninh Dạ đã làm vậy, cũng không vội ra tay. Nhậm Phượng Long và Sào Quân Hải cùng đè Kim Thế Trung lại, bảo hắn khống chế tâm trạng, xem rốt cuộc Ninh Dạ định làm trò gì. Chỉ thấy Ninh Dạ đã hạ xuống trấn Tà Tràng. Nơi này chính là vị trí đặt tượng thánh nhân, nhưng bây giờ chỉ còn lại một phế tích. Trận pháp vẫn đang vận chuyển, hào quang cấm chế vẫn nhấp nháy, đáng tiếc đã hoàn toàn vô nghĩa, chỉ có một đám tu sĩ trong các đang nhìn lên không than thở kêu rên. Ninh Dạ ung dung hạ xuống, quan sát cảnh tượng xung quanh rồi mỉm cười nói, hồi tưởng. Pháp thuật hồi tưởng là tiên thuật tra xét nguyên nhân sự kiện, vốn rất khó nắm giữ, nhưng đối với Ninh Dạ lại không phải vấn đề gì. Lúc này phát động hồi tưởng, mọi người đã chứng kiến cảnh tượng diễn ra trước khi Thánh Vương Các sụp đổ. Trên trấn Tà Tràng, vài đệ tử đang giơ một bảo bồn lên, trong bảo bồn là một số bột đá màu xám. Đám đệ tử kia lấy bột đá ra khỏi bảo bồn, đắp lên tượng thánh nhân, bôi bôi chát chát khắp nơi trên tượng. Cũng chính lúc này, biến cố đột ngột phát sinh. Không ngờ tượng thánh nhân lại mở mắt, trong thân thể bùng lên thánh quang, lập tức chấn tan bột đá mà đệ tử bôi lên, đồng thời nhảy lên không trung. Do là bản thân tượng thánh nhân hành động nên cấm chế xung quanh không có bất cứ phản ứng nào. Ngay lúc này, sau lưng vang lên tiếng gầm, Phương Trộm Cắp to gan. Một bàn tay giáng xuống, tượng thánh nhân giơ tay đấm trả,
hóa giải trưởng này. Hóa ra đòn thế kinh thiên động địa vừa rồi là vì như vậy. Cơn sóng lực lượng giao thủ lập tức dẫn nổ xung quanh, cấm chế phát động, trận pháp phát huy, nhưng không hề ảnh hưởng gì tới tượng thánh nhân. Tượng thánh nhân đã bay lên không trung, sau đó là Kim Thế Trung lao theo. Tức là thủ phạm khiến cho thánh vương các phá diệt có một nửa là bản thân Kim Thế Trung. Kim Thế Trung cũng không khỏi đỏ mặt, nhắm mắt nói, thánh vương các có thể dựng lại, tượng thánh nhân mới là mấu chốt. Thịnh Đông Bình nói, đúng vậy, tượng thánh nhân sẽ không tự dưng phát động, chắc chắn có người. Âm thầm khống chế ảnh hưởng. Cái câu âm thầm này khiến ánh mắt mọi người lại nhìn sang Ninh Dạ. Ngươi rất phù hợp, dù sao phép hồi tưởng này cũng không thấy có bất cứ ai tham gia chuyện này. Ninh Dạ chẳng buồn để ý, lại hồi tưởng lại, chỉ vào bột phấn hỏi, xin hỏi đây là cái gì? Thịnh Đông Bình nói, dùng hỏa lân thạch nghiền thành bột phấn, trộn với 12 loại cho thảo mộc, chế thành vật liệu. Sau trận chiến ở Hàn Cực bí cảnh, tượng thánh nhân bị hao tổn, đây là phương pháp chữa trị. Ninh Dạ vui vẻ, nói vậy thì không thể nói là không liên quan tới ta rồi. Dù sao trong trận chiến ở Hàn Cực bí cảnh, Ninh Dạ đã bỏ rất nhiều công sức. Mọi người hừ thầm trong lòng, ngươi còn mặt mũi nói ra cơ đấy. Nhưng hiển nhiên chuyện này không thể làm bằng chứng trong chuyện lần này, mọi người không thể dùng chuyện trong quá khứ để gây sự với Ninh Dạ. Ninh Dạ nói, chắc đã chữa trị như vậy một thời gian rồi. Đúng, Thịnh Đông Bình nói. Vì vậy đấy không phải bí mật gì lớn. Đúng. Thịnh Đông Bình tiếp tục gật đầu, có thể nói hắn là người hợp tác nhất. Tức là chỉ cần động tay động chân vào bột đá là có thể tác động tới tượng thánh nhân. Ninh Dạ hỏi. Kim Thế Trung hừ một tiếng, vấn đề là phải động tay động chân như thế nào mới làm được như vậy. Ninh Dạ hỏi ngược lại, ngươi cũng không biết mà lại đi hỏi ta. Kim Thế Trung ngớ người. Đúng vậy. Phương pháp chữa trị tượng thánh nhân là thánh vương các nghiên cứu qua trăm ngàn năm qua. Còn trong quá trình này phải động tay động chân ra sao khiến người không liên quan cũng có thể khống chế tượng thánh nhân, cái này thì Kim Thế Trung không biết. Xét theo đạo lý, Ninh Dạ cũng không thể nào biết. Nhưng Nhậm Phượng Long vẫn nói, chưa chắc vấn đề đã nằm ở bột đá hỏa lân này. Không, Ninh Dạ lại lắc đầu, chắc chắn thứ này có vấn đề. Nói xong y đã vê ít bột đá lên. Chính là bột đá trong bảo bồn kia. Nhìn bột đá, Ninh Dạ mỉm cười nói, tuy ta chưa từng thấy thứ này nhưng ít nhất từng thấy tượng thánh nhân. Thân là đại điện chủ, ta cũng biết lai lịch của tượng thánh nhân. Thứ này là do thánh nhân năm xưa lưu lại, thánh nhân đã chết nên đây là thu hoạch của thánh vương các. Căn cứ theo ghi chép của Hắc Bạch Thần Cung, đây là một dị bảo có năng lực thông thiên, chỉ cần người sở hữu nó chia phân thần vào là có thể khống chế. Ta nói không sai chứ? Đúng thì sao? Nói cách khác, bảo vật này tuy mạnh nhưng không có bất cứ thần thức nào, bản thân nó chỉ là vật chết. Chữa trị thứ này chắc không cần tài nguyên gì liên quan tới thần thức đúng không? Mọi người cùng lắc đầu, đương nhiên là không cần. Ninh Dạ nhe răng cười, thế thì thú vị rồi, vì sao ta cảm thụ được thần thức trong bột đá này? Cái gì? Mọi người kinh hãi. Kim Thế Trung vội vàng lao tới, cầm đống bột đá lên kiểm tra kỹ lưỡng. Sau đó hắn kích động tới mức run lẩy bẩy, đúng vậy. Đúng vậy, không thể nào. Sao lại như vậy được? Các bạn đang nghe chuyện Thiên Cơ, điện của tác giả Duyên Phận không tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 565, điều tra, 1. Nhìn dáng vẻ kinh hãi của Kim Thế Trung, Ninh Dạ cười lạnh, tượng thánh nhân bị trộm. Ta cũng hiểu cho tâm trạng của Kim trưởng giáo, nhưng chính vì vậy càng không thể bối rối, tùy tiện tìm người gánh tội thay. Như vậy không chỉ không tìm được đồ mà ngược lại còn có thể chuốc thêm phiền phức cho mình. Kim Thế Trung tâm thần chấn động, nhìn về phía Ninh Dạ, Ninh đại điện chủ mắt sáng như đuốc, nhưng tất cả những điều này còn chưa nói rõ được vấn đề. Ninh Dạ cũng không tức giận, nói, thế thì ta nhắc nhở thêm nhé. Phân thần của Kim trưởng giáo đã nhập vào tượng thánh nhân, trong tình huống như vậy, có phải bất cứ ai đưa phân thần vào cũng có thể cướp quyền khống chế của ngươi không? Không thể nào. Kim Thế Trung lập tức lắc đầu. Nếu quyền khống chế tượng thánh nhân có thể bị cướp mất dễ dàng như vậy, thế thì dùng cái quái gì, mọi người chơi giao chiến nguyên thần là được. Nhưng hắn cũng hiểu ý Ninh Dạ. Với tu vi hiện tại của Ninh Dạ, làm sao tranh được quyền khống chế với hắn? Trên thực tế, trong trường thanh giới không ai có thể đoạt được, dù sao hắn cũng là niết bàn, lại có địa lợi. Cho dù tu vi mạnh hơn hắn, thần thức cao hơn hắn,
cũng không thể dễ dàng cướp đi được. Người có thể trực tiếp cướp đoạt quyền khống chế tượng thánh nhân này không đơn giản. Ninh Dạ Thần Thông nói, xét theo đạo lý thì người có thể cướp quyền khống chế của Kim Trưởng Giáo phải có thực lực vượt xa Kim Trưởng Giáo. Chưa nói tới chuyện trong Trường Thanh giới có người như vậy hay không, ta xin hỏi một chuyện. Nếu người này có bản lĩnh như vậy, có cần hành động bí mật không? Trực tiếp tới cướp rồi đi là được. Mọi người lại đờ ra. Đúng vậy, bây giờ chuyện này rất mâu thuẫn. Có thể cướp quyền khống chế của Kim Thế Trung thì phải là người có thực lực thông thiên, thế nhưng xét theo thủ đoạn hiện tại, rõ ràng không lợi hại như vậy. Còn Ninh Dạ, hiển nhiên y không khớp. Về thực lực thì y không đủ để áp đảo, về hành động thì y không đủ bí mật. Nếu muốn thần không hay quỷ không biết, không cần xuất hiện ngang nhiên như vậy. Ngay cả Nhậm Phượng Long và Sào Quân Hải cũng cảm thấy chuyện này không liên quan gì tới Ninh Dạ. Ninh Dạ đã nói, tuy để mất tượng thánh nhân nhưng không nghĩa là không thể tìm lại. Bắt bừa một người chẳng bằng đối diện với hiện thực, suy nghĩ thật kỹ xem có cách gì không. Nếu người này bí mật ra lệnh, có lẽ thực lực rất bình thường. Chỉ cần tìm được mục tiêu, có lẽ có thể đoạt lại tượng thánh nhân kia. Nghe y nói vậy, trong lòng đám người Kim Thế Trung đồng thời nổi lên hy vọng. Thịnh Đông Bình còn kích động nói, Ninh Đại Điện chủ trí kế vô song, nếu ngươi đã phát hiện ra cách thức của đối phương, chắc chắn có thể tìm ra người này. Manh mối à, ta cũng có. Nhưng mà, Ninh Dạ trợn trắng mắt một cái, liên quan quái gì tới ta? Ta nợ các người à? Hả? Kim Thế Trung còn kiêu. Ngạo, ngươi có nghi vấn rất lớn trong chuyện này, ngươi phải tìm được hung thủ để chứng minh cho mình. Ninh Dạ lại chẳng hề nể mặt, trực tiếp tuốt ống tay áo. Ngươi nói vậy thì đừng trách ta không nể mặt ngươi. Tới đây, các ngươi cùng lên cả đi, xem ta chạy nhanh hơn hay các ngươi đánh nhanh hơn. Y ngang nhiên nói chuyện chạy trốn như kiểu mình sắp một chọi bốn. Đám người Sào Quân Hải vừa được chứng kiến thuật quang độn của y, biết người này bỏ chạy thiên hạ vô song, rõ ràng là một quân bất lạc thứ hai. Đang định hòa giải thì Kim Thế Trung đã nói, dưới phong tỏa của Thánh Vương các ta, ngươi còn định. Hắn còn chưa nói xong đã im bặt. Vì hắn nhớ lại, đòn vừa rồi đã phá hủy phân nửa Thánh Vương các, trận pháp tổn hại nghiêm trọng, phong tỏa không trung có hữu hiệu nữa không cũng là vấn đề. Lại thêm độn pháp của tên này là quang độn. Cấm không có hữu dụng không cũng là vấn đề khác. Chỗ dựa có vấn đề, cho nên cũng chẳng nói tiếp được. Ninh Dạ, Trì Vãn Ngưng, Tân Tiểu Diệp cùng cười lạnh nhìn hắn, không chịu nể mặt. Cuối cùng Thịnh Đông Bình đành cúi người, ta không có bất cứ nghi ngờ gì về Ninh Đại Điện Chủ. Với nhân cách của Điện Chủ, nếu muốn làm chuyện này, chắc sẽ không để lộ mặt, càng không để người khác nắm đằng chui. Chắc Đại Điện Chủ cũng thấy rồi đó, mấy người chúng ta không phải người giỏi quan sát phá án. Đại Điện Chủ đã phát hiện manh mối, nếu có thể giải quyết vụ án này, đoạt lại tượng thánh nhân, toàn bộ Thánh Vương các vô cùng cảm kích. Ninh Dạ sắc mặt khổ sở, nếu ngươi nói việc nhỏ thì cũng thôi, hôm nào ngươi ra ngoài uống rượu không mang tiền, ngươi bảo ta một tiếng, ta mang tiền tới giúp thì không thành vấn đề. Nhưng bây giờ là chuyện tượng thánh nhân, chúng ta có phải đồng minh đâu. Nếu ta giúp ngươi, lúc về trả lời ra sao? Trưởng giáo hỏi ta tới Thiên Thánh Phủ làm cái gì? À, không có gì, chỉ vân du một hồi, tiện tay giúp Thánh Vương các tìm lại tượng thánh nhân thất lạc của bọn họ. Ngươi cảm thấy trưởng giáo nghe xong câu này sẽ nghĩ thế nào về ta? Hạo Thiên Môn, Thái Âm Môn, Long Dương Phủ sẽ nhìn ta như thế nào? Thế này gọi là ăn cây táo rào cây sung. Đại Điện Chủ Hắc Bạch Thần Cung Ninh Dạ giúp môn phái đối địch Thánh Vương các tìm về thần vật trấn pháp tượng thánh nhân. Còn có chuyện gì khiến người ta căm ghét hơn chuyện này không? Cái này, mọi người cùng im lặng. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cười lạnh không thôi, trong lòng đã hiểu rõ. Ninh Dạ nhà ngươi được lắm, không ngờ lại để người khác đi trộm bảo vật. Vấn đề là ngươi làm như thế nào? Trong số những người ngươi có thể điều động bây giờ, hình như không ai có lực lượng nguyên thần cao hơn Kim Thế Trung. Việc này đúng là quái dị, bà lão cũng muốn biết chân tướng. Nếu không phải bà đoán được một chút về dự định của Ninh Dạ, không khéo đã nói luôn, không sao, ta đại diện cho Thái Âm Môn đồng ý cho ngươi làm. Cũng may Thái Âm Môn không phá hoại, bên này Thịnh Đông Bình đã quay sang nhìn đám. Người Kim Thế Trung, thật ra là âm thầm trao đổi. Nhưng có lẽ đám người này không quen xử lý chuyện như vậy, thảo luận cả nửa ngày vẫn không có kết quả gì. Ninh Dạ đánh mắt cho Trì Vãn Ngưng, Trì Vãn Ngưng hiểu ý, hạ giọng nói, tuy là môn phái đối địch, giúp thì không thể giúp, nhưng giao dịch thì vẫn được.
ánh mắt đám người cùng sáng bừng lên. Lát sau, vẫn là Thịnh Đông Bình lên tiếng, nếu Ninh Đại Điện Chủ có thể giúp chúng ta tìm lại tượng thánh nhân. Đại Điện Chủ có thể tùy ý lựa chọn một món thần vật trong thánh vương các chúng ta, trừ Long Huyết Vương quan ra. Cuối cùng cũng đúng đường rồi đấy. Ninh Dạ thấy vẫn chưa đủ, ai ra, buôn bán có lời quá nhỉ, một món thần vật đổi một món thần vật, cảm giác như ta còn chiếm lợi là khác. Mọi người biết y đang nói mát, thần khí và thần khí cũng có khác biệt. Lấy Phong Vũ Tiêu Tương kiếm đổi tượng thánh nhân, ngươi có đổi không? 10 cái cũng không. Long Huyết Vương quan cũng kém một chút, ngươi còn nói trừ. Thịnh Đông Bình cười khổ, chuyện này đúng là hơi oan ức cho điện chủ, thế nhưng cũng không thể thật sự công bằng, dùng một bảo vật giá trị như tượng thánh nhân để trao đổi, đúng không? Tân Tiểu Diệp hé miệng cười nói, đúng là như vậy. Thịnh Đông Bình cũng không tiện thừa nhận, đành nói với Ninh Dạ, mời Đại Điện Chủ hỗ trợ. Ninh Dạ ngẩng đầu suy nghĩ một hồi, nói, ta có thể giúp các, cũng coi như rửa sạch hiềm nghi. Nhưng sau khi tìm ra thân phận kẻ này, chuyện truy sát hắn không liên quan gì tới ta. Như vậy không coi là ta giúp các ngươi tìm lại tượng thánh nhân, cũng coi là công bằng. Đúng đúng đúng, như vậy rất công bằng. Kim Thế Trung và Thịnh Đông Bình đồng thanh hô. Chỉ cần có manh mối, biết là ai làm, đặc biệt là sau khi xác nhận thực lực người này chưa chắc đã mạnh, thánh vương các tự tin có tới chân trời góc bể cũng có thể tìm ra kẻ này. Nếu thế thì chia hai bên làm việc đi. Vãn Ngưng, nàng tới kho bảo vật của thánh vương các xem có gì vừa ý. Chỉ Vãn Ngưng cười nói, được, đi ngay đây. Còn chưa làm việc đã đòi xem thù lao. Mọi người cùng cắn răng, cố cười hì hì. Chương 566, điều tra 2. Chỉ Vãn Ngưng tới kho bảo vật, Ninh Dạ cũng chẳng nhàn rỗi. Trực tiếp gọi người xử lý bột đá tới, bắt đầu tra hỏi. Nói thật ra đây chỉ là quá trình trung chuyển, y biết thừa Nhàn Vân lão nhân sử dụng thủ pháp gì. Nhưng cần làm màu thì vẫn phải làm màu, vì vậy y hỏi một tràng, khiến mọi người như đi lạc vào sương mù. Lúc trước ai từng tiếp xúc với bộ đá này? Có nhận được cục đá nào đặc biệt không? Gần đây nhân sự có thay đổi gì không? Thu thập tất cả tin tức liên quan. Tin tức cần thiết cũng nằm trong đó, thế nhưng lượng thông tin quá nhiều cho nên cũng khó mà chắt lọc. Đám người Kim Thế Trung đã bao giờ trải qua chuyện như vậy, cho dù là đường chủ giám sát đường của Thánh Vương các chuyên xử lý những chuyện như vậy cũng cảm thấy như muốn hôn mê. Đại đa số đường chủ, giám sát đường đều giống như Phong Đông Lâm, dùng cách hành hạ tra tấn để thu được tin tức, người như lạc cầu chân quá ít. Vì vậy chỉ nghe tới mức hai mắt tối thui, căn bản không làm rõ được tình hình. Sau khi tra hỏi gần đủ tin tức, Ninh Dạ lấy cái ghế ngồi xuống, lại lẳng lặng làm màu, ra vẻ như ta đang suy nghĩ. Kim Thế Trung thấy y nhắm mắt ngửa mặt lên trời, trong lòng bỗng có suy nghĩ, nếu ta xuất thủ đột ngột, y có phản ứng kịp không? Nhưng ngẫm lại có cố bắt được y thì cũng không tìm được tượng thánh nhân mà chỉ gây ra đại chiến, cuối cùng đành phải nhịn. Cứ thế ra vẻ cả nửa ngày, Ninh Dạ day day huyệt thái dương, ra vẻ suy nghĩ quá độ, thú vị đây. Nếu ta đoán không sai, vấn đề xuất hiện trên quái vật hỏa lân thạch này. Thịnh Đông Bình nói, vì sao Đại Điện Chủ cho rằng thứ này có vấn đề? Ninh Dạ trả lời, quái vật vốn rất ít ỏi, hiếm khi xuất hiện một con, ắt phải coi như bảo bối, đa phần sẽ giấu giếm. Nhưng chuyện này lại rất kỳ quái. Các ngươi xem, người vô tình đào được quái vật là một lão thợ mỏ, người này có kinh nghiệm đào mỏ phong phú, theo lý không thể không nhận ra quái vật. Đương nhiên, cũng có thể vì hắn nhát gan, không dám giấu làm của riêng. Nhưng quái vật là quái vật, sinh ra là thông linh, biết phản kích. Vậy vì sao một lão thợ mỏ bình thường, sau khi bắt được quái vật lại có thể bình an vô sự nộp lên? Đám người Kim Thế Trung gật đầu lia lịa. Ninh Dạ tiếp tục nói, như vậy thì cũng thôi, không khéo là quái vật kia chỉ có chút linh thức, không biết phản kháng. Nhưng vấn đề là vì sao mới lấy được quái vật có một ngày, nó đã tự vỡ tan. Thịnh Đông Bình nói, vừa rồi đệ tử đã nói rồi mà. Bất cẩn làm vỡ, có thể không? Ninh Dạ liếc mắt nhìn hắn, quái vật quan trọng cỡ nào? Cứ thế tự vỡ à? Vỡ dễ dàng như vậy à? Sau đó không hiểu sao được mài thành bột phấn. Thịnh Đông Bình kích động nói, đúng là có vấn đề, ta đi thăm dò ngay đây. Chắc đã là người chết rồi. Ninh Dạ hừ lạnh. Quả nhiên, một lát sau Thịnh Đông Bình trở về, cúi đầu ủ rũ, người này chết rồi, vừa chết hôm qua. Kim Thế Trung cao giọng nói,
tức là manh mối đứt đoạn rồi. Manh mối đứt đoạn là chuyện tốt, ít nhất nó chứng minh phương hướng là đúng. Ninh Dạ trả lời, vấn đề là làm sao tìm được lão già kia. Kim Thế Trung tức giận nói, tìm được hắn là chuyện của các ngươi, chức trách của ta là tìm ra hắn là ai. Ninh Dạ nói, Nhậm Phượng Long lập tức nói, chỉ biết là lão già có lẽ còn chưa đủ. Đương nhiên, nhưng nếu là tán tu, thế thì tối đa chỉ là tên, tu hành, xuất thân với những thứ khác thì ta mặc kệ đấy. Ninh Dạ nói, trước tiên phải nói hết điều kiện đã. Đám người nhìn nhau, cùng gật đầu, đủ rồi, thế thì còn chờ gì nữa. Đi thôi, Ninh Dạ đứng thẳng dậy. Đi đâu? Đương nhiên là tới chỗ lão già kia. Lão già này lấy được đồ rồi bỏ chạy, nhưng dẫu sao hắn cũng có nơi ở chứ. Chỉ cần lấy được đồ mà hắn từng dùng, lại dùng phép bói toán suy tính một hồi là biết gốc rễ căn nguyên. Đơn giản vậy à? Mọi người ngạc nhiên. Ninh Dạ khinh thường, đơn giản như vậy thì lúc nãy các ngươi có biết không? Người khác làm được thì các ngươi cảm thấy đơn giản. Sao nào, định quỵt nợ à? Ta có chứng cứ đấy. Nói xong y giơ lưu ảnh thạch lên. Quan trọng nhất là nhìn dáng vẻ hiện tại của Ninh Dạ, rõ ràng là phường vô lại, đâu có chút phong phạm nào của đại điện chủ. Đúng như Ninh Dạ đã nói, tìm thấy nơi ở của Nhàn Vân lão nhân, lại dùng phép bói toán suy tính một hồi, cho dù không có thần vật như Côn Lôn kính cũng có thể kiếm được rất nhiều manh mối. Thế thì cũng thôi, quan trọng nhất là sau khi tra xét một hồi, mọi người phát hiện đúng là chuyện này không liên quan gì tới Ninh Dạ. Nhàn Vân lão nhân đến từ nửa năm trước, lúc trước luôn làm việc trong khu mỏ, sau khi thăm dò được chi tiết mới bắt đầu hành động. Kế hoạch của lão đơn giản mà hiệu suất cao, chỉ một mình lão là hoàn thành được, hoàn toàn không có bóng dáng Ninh Dạ ra tay, càng không cần thiết. Điều duy nhất không thể giải thích được là vì sao tu vi của người này yếu như vậy mà còn có thể tu hú chiếm tổ chim khách. Nhưng hiển nhiên đây không phải vấn đề của Ninh Dạ mà là chuyện bọn họ phải đối mặt. Nói chung, mục tiêu rõ ràng, mọi chuyện cũng rõ ràng. Đối mặt với tình huống như vậy, Kim Thế Trung không muốn trở thành trò cười hay kẻ tư lợi bội ước, thế thì đành phải ngoan ngoãn dâng một món thần vật lên. Cũng may hắn còn có thể tự an ủi, không có Ninh Dạ hỗ trợ cũng không thể tìm ra gốc gác kẻ này. Chỉ Vãn Ngưng thì vui mừng chọn một món thần vật. Đó là một bộ áo lưới hoa, có công dụng đặc biệt, đó là có thể tự động thay đổi màu sắc và kiểu dáng theo tâm trạng. Chỉ Vãn Ngưng được tôn là đệ nhất mỹ nhân trong Hắc Bạch Thần Cung, đương nhiên cũng cần có bảo bối thích hợp với thân phận mỹ nhân của bản thân. Khổ nỗi trong Cửu Đại Tiên Môn chỉ chú trọng sát phạt, không để ý vẻ ngoài, có lẽ cũng có pháp bảo này, nhưng khó mà kiếm được thần vật như vậy, Chỉ Vãn Ngưng thấy nó là lập tức lựa chọn. Tác dụng phụ trợ nhiều rồi, tác dụng chính lại thành hơi yếu. Vì vậy tuy tôn là vạn pháp bất xâm, chư tà tránh lui, giọng điệu còn lớn lối hơn Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyển, nhưng Chỉ Vãn Ngưng cảm thấy có thể mạnh hơn pháp bảo nhất phẩm là tốt lắm rồi. Mỹ nhân mà, làm gì có chuyện ngày nào cũng đánh đánh giết giết, mấy chuyện tanh máu ấy cứ giao cho nam nhân hoặc loại mụ đàn ông như Tuyết Yêu Mỗ Mỗ xử lý là được. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ không biết mình bị coi là mụ đàn ông, đầu óc chỉ nghĩ tới chuyện hôm nay. Lúc này bà lão đã hiểu. Không cần hỏi, chắc chắn Ninh Dạ đã biết Nhàn Vân lão nhân này từ lâu, hơn nữa còn luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Chẳng trách y đòi đánh cược với mình, hóa ra y đã chuẩn bị từ sớm, đúng là gã bại hoại gian xảo. Nhưng điều này cũng mang một ý nghĩa khác, đó là Ninh Dạ đã biết một số chuyện về Nhàn Vân lão nhân. Nếu không phải như vậy, y tuyệt đối không thể khẳng định Nhàn Vân lão nhân có thể đánh cắp tượng thánh nhân, cũng phải hỏi cho rõ ràng. Mắt thấy mọi chuyện đã xử lý gần xong, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ quay sang nói với đám người Kim Thế Trung, nếu không còn chuyện gì, lão thân cáo từ trước. Ngày sau có duyên sẽ gặp lại. Nói xong đã kéo Ninh Dạ đi khỏi. Kim Thế Trung mong nhớ tượng thánh nhân, cũng không giữ người, lập tức hạ lệnh truy tìm lão già kia khắp bốn phía. Hiện tại lão già này còn chưa biết mình đã bại lộ, chắc còn đang đắc ý trong thành. Thịnh Đông Bình lại tiếc nuối, hắn kết bạn với Ninh Dạ tâm đầu ý hợp, còn muốn giữ Ninh Dạ ở lại thêm một thời gian, khổ nỗi Ninh Dạ cũng đang muốn đi. Mãi tới lúc bay xa, Tuyết Yêu Mỗ Mỗ đang định hỏi thì Ninh Dạ xịt một tiếng, Mỗ Mỗ, ta biết ngươi muốn nói gì. Nhưng bây giờ ta không muốn nói gì cả, chỉ muốn ngủ một giấc ở đây. Ngươi nói cái gì? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ ngớ người. Ninh Dạ cười nói, cứ ngồi yên xem trò, cũng xem liệu có cơ hội vớt ít lợi ích hay không. Không khéo Kim Thế Trung không bắt được lão già kia,
ngược lại rơi vào tay chúng ta thì sao? Các bạn đang nghe chuyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 567, Chứng Đạo Tại Thần. Lúc này Nhàn Vân lão nhân đang ở trong một quán trọ tại Thiên Thánh Phủ. Lão biết sau khi ăn trộm thành công, chắc chắn Thánh Vương Các sẽ giới nghiêm toàn thành. Lúc này mà chạy trốn chẳng khác nào chui đầu vào lưới, vì vậy cất tượng thánh nhân đi, thản nhiên tự đắc tìm một quán trọ ở lại. Tu vi của hắn có hạn, chỉ là vạn pháp, tự biết thuật biến hình của mình không thể qua mắt được. Để tránh bị phát hiện, lão dứt khoát dùng hình dạng vốn có của mình, đằng nào lũ người kia cũng không biết là ai làm. Tâm huyết dâng trào, ra khỏi phòng trực tiếp đi xuống đại sảnh gọi một phần rượu, hai lạng đậu phộng, dương dương tự đắc uống rượu, miệng ngâm nga một khúc nhạc dân gian. Đang ăn uống thì thấy một người đi vào. Người này là một nam nhân cao to để râu quai nón, đi tới trước mặt Nhàn Vân lão nhân ngồi xuống hô, tiểu nhị, đưa rượu lên đây, thêm chút thịt nữa. Lão già Nhàn Vân có vẻ bất mãn, chỗ này có người rồi. Ta thấy rồi, sao nào? Ngươi ngồi được, ông đây không ngồi được chắc. Gã cao to nói năng rất bỗ bã. Lão già Nhàn Vân khẽ nhíu mày, bên cạnh còn có bàn trống kìa. Gã cao to lại đổi giọng, cười đều nói, nhưng ta muốn ngồi đây, cảm thụ khí tức thánh nhân đấy. Nghe xong câu này, Nhàn Vân lão nhân thầm kinh hãi. Đừng cử động. Gã cao to lại đổi giọng, nếu động thủ e là sẽ kinh động tới Thánh Vương Các mất. À đúng rồi, hình như quên không nói cho ngươi, bọn họ biết là ngươi làm rồi. Nhàn Vân lão nhân chỉ cảm thấy toàn thân bứt rứt, khóe mắt như muốn nứt. Ra, rốt cuộc ngươi là ai? Tiểu nhị đã bưng rượu và thức ăn lên. Gã cao to uống rượu ăn thịt, miệng nói ậm ừ, Kim Thế Trung đã phát động Huyền Thiên Triệt Thần Thông, Nhậm Phượng Long bố trí ám lôi chức ảnh, Sao Quân Hải phát động 10 vạn quỷ quân. Thịnh Đông Bình khởi động chân ngôn chi thuật, chỉ cần ngươi ra khỏi quán trọ này, thuật biến hình sẽ bị phá, độn pháp vô dụng, cho dù là tượng thánh nhân cũng bị kiềm chế. Cố xông ra không được, lén lút đi ra lại càng không, lên trời không lối, xuống đất không đường. Nhàn Vân lão nhân tức tới nổ phổi nhưng không dám cử động. Gã cao to vẫn rất bình tĩnh, nhưng thủ đoạn của bọn họ đều là phong tỏa bỏ trốn, vì vậy cần có môn hạ đệ tử kiểm tra bên trong. Thế nên không cần hốt hoảng, chỉ cần không phải đại năng vô cấu đích thân tới tra xét ngươi, ta có thể giúp ngươi qua cửa này. Trong lúc trò chuyện, vài tu sĩ Thánh Vương Các đã đi lại trên đường, đang lục soát từng nhà, mấu chốt nhất là trên tay còn cầm chân dung mình. Nhàn Vân lão nhân biết hỏng chuyện rồi. Người này nói không sai, hành tung đã lộ. Ngươi là người Ninh Dạ phái tới à? Ngươi định làm thế nào? Nhàn Vân lão nhân cũng ý thức được, trong tình huống này, lời giải thích duy nhất chính là Ninh Dạ. Quả nhiên y nhắm vào mình khốn kiếp. Gã cao to nhấc chân, gãi chân đầy thô kệch, một mùi thối lan tràn. Lúc này gã cao to mới nói, ta hỏi ngươi đáp, nếu không hợp tác, ta đi luôn đấy. Nhàn Vân lão nhân hừ một tiếng nói, rõ ràng ngươi là nữ giới nhưng cố tình làm bộ như vậy. Hừ, ngươi là Công Tôn Điệp đúng không? Gã cao to ngạc nhiên, gương mặt biến hóa, không ngờ lại trở lại thành Công Tôn Điệp. Cô cứ thế trở lại nguyên dạng nhưng người xung quanh lại như không nhìn thấy, nhưng nhìn lại bàn chân đen thối hoắc kia đã thành bắp chân ngọc ngà. Cái gọi là mùi khối, hóa ra là mùi hương khói, còn mang theo cảm giác mê hoặc lòng người. Nhàn Vân lão nhân hừ một tiếng nói, thủ đoạn được lắm, đây là mê hương của ma môn phải không? Nhưng chưa chắc đã đối phó được với Thánh Vương Các. Ngươi thì biết cái quái gì? Công Tôn Điệp cũng chẳng muốn giải thích cho hắn biết đột phá của bản thân trên phương diện này trong thời gian vừa qua. Cô trực tiếp hỏi, ngươi và thánh nhân kia có quan hệ gì? Vừa mở miệng đã là vấn đề chí mạng. Nhàn Vân lão nhân hừ một tiếng, không trả lời. Lúc này vài tu sĩ Thánh Vương Các bên ngoài đã đi vào. Nhàn Vân lão nhân căng thẳng hẳn lên, nhưng mấy tên tu sĩ Thánh Vương Các thấy Nhàn Vân lão nhân xong lại không có bất cứ phản ứng gì. Đối chiếu từng người rồi đi lên lầu, chỉ để lại một người trong đại sảnh. Công Tôn Điệp thấy lão không đáp, đột nhiên vỗ bàn một cái, chỉ vào Nhàn Vân lão nhân kêu lên, hắn chính là kẻ trộm tượng thánh nhân mà các ngươi muốn tìm. Nhàn Vân kinh hãi, chỉ thấy tu sĩ Thánh Vương Các đã nghe tiếng hô đi tới. Nhàn Vân lão nhân trừng mắt nhìn Công Tôn Điệp, Công Tôn Điệp cười lạnh, ngươi còn một chút cơ hội. Cuối cùng, Nhàn Vân lão nhân cắn răng nói, ta chính là thánh nhân chính là ta, ngươi làm được gì nào? Tu sĩ Thánh Vương Các đã đi tới bên cạnh Nhàn Vân lão nhân, nhìn hắn một cái,
lại nhìn Công Tôn Điệp một cái. Thánh Vương các đang làm việc, các ngươi đừng có làm ồn, nếu không ta kéo hết đi đấy. Nhàn Vân lão nhân ngẩn ra tay hiểu được là Công Tôn Điệp dùng ảo thuật mê hoặc tu sĩ kia. Những lời cô nói tới tai tu sĩ Thánh Vương các lại là nội dung khác. Hóa ra nữ nhân này không chỉ giỏi về biến hình mà còn giỏi về ảo thuật. Chắc chắn là Ninh Dạ dạy cô ta. Tu sĩ Thánh Vương các nói xong không đi ngay mà đứng bên cạnh họ. Công Tôn Điệp lẩm bẩm, đừng khoác lác với bà đây, nguyên thần thánh nhân vẫn còn, con mẹ nó ngươi là thánh nhân thế quái nào được. Nhàn Vân lão nhân hừ một tiếng nói, ngươi đúng là to gan, không sợ phân thần của Kim Thế Trung tra xét, phá ảo thuật của ngươi à? Thế cũng là ngươi chết chứ không phải ta chết. Muốn kéo dài thời gian thì tùy ngươi. Công Tôn Điệp cười lạnh. Nhàn Vân lão nhân bị lời nói của cô làm cho đờ cả người, nếu ta nói thật, ngươi có bỏ qua cho ta không? Thế thì phải xem ngươi nói thật được bao nhiêu phần hay có hợp tác hay không. Nhưng đừng trách ta không nhắc ngươi, năm xưa ngươi làm việc bí ẩn như vậy mà vẫn bị Ninh Dạ phát hiện. Không phải ngươi cảm thấy mình có bản lĩnh giấu giếm được Ninh Dạ đấy chứ? Nếu ngươi còn dám nói dối, đừng trách chúng ta không khách khí, đoạt tượng thánh nhân của ngươi, lại biến ngươi thành ngu ngốc rồi ném cho Kim Thế Trung. Hừ, có ngươi gánh tội thay, có nói thế nào thì trách nhiệm cũng không rơi xuống đầu chúng ta. Hơn nữa, Công Tôn Điệp lại bồi thêm một câu, cho dù có bị bọn họ phát hiện, chúng ta cũng không sợ. Cô ra vẻ bà đây ăn trộm là chuyện đương nhiên, thiên hạ này chẳng ai làm khó được ta, khiến Nhàn Vân lão nhân cũng rất bất đắc dĩ. Quan trọng nhất, lão biết đây là sự thật. Đành phải nói, nguyên thần thánh nhân rất cường đại, tuy bị các ngươi bắt được nhưng vẫn phân ra một luồng ý niệm, vì vậy lão già ta đây không nói dối. Công Tôn Điệp vỗ bàn nói, chủ quán, rượu thịt này chẳng ra cái quái gì cả. Con mẹ nó, ngươi mở hắc điếm à? Tu sĩ Thánh Vương các tức giận nói, đừng làm ồn. Nhàn Vân lão nhân bất đắc dĩ, đành nói tiếp, bình thường thì nguyên thần ý niệm phân chia, sẽ coi chủ thể là ý thức, phần còn lại sẽ bị tiêu trừ. Thế nhưng thánh nhân lại khác, tu vi tới bước của ta, đạo nằm ở thần. Ta lại đi theo đạo về tạo hóa, cho nên mới có ngoại lệ. Đạo nằm ở thần. Trì Vãn Ngưng và Ninh Dạ trên không trung cùng kinh ngạc. Không ngờ một Nhàn Vân lão nhân mà có thể nói ra huyền bí của cảnh giới thứ bảy. Nòng cốt của chứng đạo chính là dùng thần chứng đạo. Hóa ra là thế, hóa ra là khác biệt như vậy. Ninh Dạ đã dùng âm linh truyền âm nói, hắn thẳng thắn thừa nhận bản thân là ý thức của thánh nhân lưu lại. Không phải là hắn thành thật mà là vì hành động của hắn lúc trước rất giống như vậy. Chúng ta đang đoán vậy nên hắn nói thế. Hắn phối hợp như vậy chắc chắn còn có bí mật, tiếp tục hỏi hắn, nhưng cố tình hỏi một số thứ khác, đợi hắn nói nhiều sẽ có chỗ tự mâu thuẫn, xuất hiện sơ hở. Chương 568, xuất thủ. Giữa bầu trời, Ninh Dạ nằm trên áng mây, tâm linh tương thông với Công Tôn Điệp và Trì Vãn Ngưng, trò chuyện hết sức thoải mái. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ thấy vậy chỉ biết ngây ngẩn. Ngươi định tìm cơ hội vớt ít lợi lộc cơ mà. Nằm ở đây làm cái quái gì? Vốn không định hỏi, nhưng không kiềm chế nổi lòng hiếu kỳ, đành phải nói, ngươi ngủ ở đây, thoải mái lắm à? Thoải mái lắm ấy. Ninh Dạ gật đầu liên tục. Có đại mỹ nhân như Trì Vãn Ngưng ở bên cạnh đấm lưng bóp eo cho, sao lại không thoải mái? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ tức giận nói, ngươi không thể vô liêm sỉ như vậy được, đi đi chứ. Đi, đi đâu tìm lão già kia? Cuối cùng Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng đợi được câu này, thế ngươi nằm là tìm được. Ninh Dạ nói, không cần chúng ta tìm, đợi Thánh Vương các tìm thấy rồi ra tay cướp là được rồi mà. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ không ngờ y lại có ý định này, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi cướp được sao? Ninh Dạ lười biếng nói, cá cược giữa chúng ta là lấy được tượng thánh nhân. Được hay không được ta cũng muốn thử một chút. Chậc, quên mất còn vụ đánh cược. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng, thẳng thắn ngồi xuống, được, lão thân phải xem thử ngươi làm sao cướp được tượng thánh nhân từ tay Thánh Vương các. Nói xong lẳng lặng chờ đợi. Trong quán trọ bên dưới, Công Tôn Điệp còn đang bức cung. Theo sắp xếp của Ninh Dạ, đầu tiên là đánh trống lảng hỏi một số chuyện không quan trọng. Cái gì mà ngươi là người phương nào? Trước đây làm gì? Đã kết hôn chưa? Có con cháu không? Vân vân. Nhàn Vân lão nhân không ngờ cô lại hỏi mấy thứ này, đành trả lời từng câu một. Lão Nhi là một phần chân linh chuyển hóa thành, thân thể đăng ký gửi bây giờ chỉ là một thôn dân nơi sơn giã ở vùng hẻo lánh tại Hàn Châu. Ngươi không cần dọa ta,
lão phu không sợ chết, phần chân linh của ta bất diệt, qua vạn năm cũng vẫn tồn tại. Cho dù ngươi có giết ta cũng chỉ là một lần chuyển thế trùng sinh mà thôi, bây giờ cúi đầu chẳng qua là muốn bảo vệ tượng thánh nhân. Nhưng lão phu đã nghĩ thấu đáo rồi, hôm nay nha đầu nhà ngươi tới đây chắc chắn không có ý tốt. Tượng thánh nhân này không rơi vào tay thánh vương các thì cũng rơi vào tay các ngươi. Nếu đã thế, làm sao lão phu phải phối hợp với ngươi? Có giỏi thì ngươi cứ giết lão phu đi. Nhàn Vân lão nhân ngang nhiên ngẩng đầu lên, có ý ta không sợ chết, giỏi thì giết đi. Công Tôn Điệp cười lạnh nói, nghe có lý quá nhỉ. Nhưng nếu ngươi thật sự không sợ chết thì đừng có nhấn mạnh chuyện này. Cái nghề lừa gạt này càng nhấn mạnh cái gì thì càng không đáng tin cậy. Theo ta thấy, không phải ngươi không sợ chết, ngược lại khá sợ chết là khác. Nhàn Vân lão nhân kinh hãi, lão phu là nguyên thần thánh nhân chuyển thế, đạo nằm tại thần, vạn thế vô kiếp. Ngươi giết ta, tới lúc là chuyển sinh quay về, chắc chắn sẽ giết sạch môn phái của ngươi báo mối thù này. Công Tôn Điệp lười biếng nói, ta không có cảm tình với ma môn, ngươi muốn tàn sát ma môn cũng coi như làm một chuyện tốt trên cõi nhân gian này. Thế còn Hắc Bạch Thần Cung thì sao? Lão già kêu lên. Công Tôn Điệp liếc mắt nhìn lão, còn chối cãi. 5 năm trước ngươi lẻn vào Thái Âm Môn, đánh cắp một di vật thánh nhân, sau đó bỏ trốn trong đêm, lại tới Phi Vũ Tông, chuyển sang Tây Hà Thủy Trại. Công Tôn Điệp thuật lại lần lượt từng chuyện lão đã làm trong mấy năm nay. Nhàn Vân lão nhân nghe mà run lẩy bẩy. Quả nhiên bọn họ luôn nhìn chằm chằm vào mình. Bọn họ vẫn luôn quan sát mình. Công Tôn Điệp vỗ bàn một cái nói, thời gian 5 năm, đi 23 nơi, thu thập gần đủ di vật thánh nhân. Chỉ còn lại 2 món cuối cùng là tượng thánh nhân này và vật trong Thanh Huyền Thiên ở Hắc Bạch Thần Cung. Nếu ngươi có thể luân hồi bất tử, mấy ngàn năm trước ngươi làm cái gì? Vì sao tới bây giờ mới làm mấy chuyện này? Câu nói này đánh trúng điểm yếu. Đúng vậy, nếu ngươi có thể luân hồi bất tử, thế thì bao năm qua ngươi làm cái gì? Nhàn Vân lão nhân run rẩy, mấy năm trước ta chưa tỉnh lại, là do dị động năm đó, mặt đất chấn động. Quả nhiên là thế. Năm đó Ninh Dạ gắn thương thạch vào bàn xoay bạc, khiến mặt đất chấn động một cách kỳ lạ, tuy rằng sau đó không phát hiện ra chuyện gì. Nhưng bây giờ xem ra, hình như đã đánh thức một ý thức nào đó đang ngủ say. Có điều, tuy chuyện này trông thì rất hợp lý nhưng khả năng diễn xuất vụng về của Nhàn Vân lão nhân lại nói rõ có vấn đề, cũng khiến Ninh Dạ và Công Tôn Điệp hiểu, e rằng mọi chuyện không phải như vậy. Ít nhất không phải như Nhàn Vân lão nhân đã thừa nhận. Công Tôn Điệp bèn nói, nếu ngươi không nói, ta sẽ giết ngươi thật rồi mang tượng thánh nhân đi. Nhàn Vân lão nhân cũng biết chắc không giữ được tượng thánh nhân nữa rồi, thầm hạ quyết tâm, đang định mượn lực lượng của tượng thánh nhân giết chết Công Tôn Điệp, giết thẳng ra, ít nhất cũng phải đồng quy vu tận. Thì Công Tôn Điệp đột nhiên đổi giọng, nhưng nếu ngươi chịu giao di vật thánh nhân khác ra, có lẽ ta có thể bỏ qua cho ngươi. Cái gì? Nhàn Vân lão nhân ngơ ngác. Công Tôn Điệp duỗi tay ra, ta thề với thiên địa, giao ra tất cả các di vật khác ngoài tượng thánh nhân, ta sẽ đi ngay lập tức, tuyệt đối không làm khó dễ ngươi. Không những thế, khi ngươi gặp nạn, không khéo còn giúp ngươi một tay. Nhàn Vân lão nhân hung hăng nhìn Công Tôn Điệp, không hiểu nổi cô có ý đồ gì. Sao nào? Vẫn không đồng ý. Ánh mắt Công Tôn Điệp cũng hóa thành âm trầm. Nhàn Vân lão nhân hít một hơi dài, có một số thứ đã đặt vào trong tượng thánh nhân, không thể lấy ra. Thế thì đưa những thứ ngươi lấy ra được. Cho ngươi, ngươi sẽ đi, không vạch trần ta. Đương nhiên, Ninh Dạ cũng không được xuất thủ. Đương nhiên, được. Nhàn Vân lão nhân cũng khá quả quyết, ném một túi chữ vật ra. Công Tôn Điệp nhận lấy xem thử, cười nói, coi như ngươi thức thời. Nói xong bỏ đi thật. Nhàn Vân lão nhân không ngờ Công Tôn Điệp lại tuân thủ lời hứa như vậy. Hắn đưa cho Công Tôn Điệp thật ra là muốn gắp lửa bỏ tay người, thấy cô đi như vậy cũng ngạc nhiên. Chết tiệt, lần này phiền phức rồi, còn một món đồ quan trọng trong túi chữ vật, vốn định dùng để tráng sĩ chặt tay, bây giờ cô ta đi mất, mùi nhử cũng vô dụng, coi như tặng không. Mới nghĩ đến đây, còn chưa kịp hành động đã cảm thấy một luồng sát khí. Không được, là tu sĩ thánh vương các bên cạnh. Công Tôn Điệp đi, ảo thuật của cô cũng được giải trừ. Trong mắt tu sĩ thánh vương các, người ngồi bên đó đột nhiên hóa thành một ông lão. Hắn cầm chân dung, lại nhìn ông lão, lại nhìn chân dung, nhìn ông lão, nhìn chân dung, chỉ trong chớp mắt đã đối chiếu vài lần. Ông lão kia cũng ngơ ngác, 4 mắt nhìn nhau trong khoảnh khắc, sau đó ầm một tiếng, một làn sóng khí ầm ầm quét qua.
Sau đó chỉ thấy một nắm đấm khổng lồ phá tan nóc nhà, như người khổng lồ khai thiên đánh thẳng tới bầu trời. Trên bầu trời xuất hiện hào quang đủ mọi màu sắc, cực kỳ bắt mắt. Đồng thời tiếng hét phẫn nộ của đám người Kim Thế Trung cũng vang lên, ở đây. Bốn vị đại năng Niết Bàn đồng thời xuất thủ. Chỉ thấy một luồng hào quang vàng kim phủ xuống dưới, che kín người khổng lồ. Kim Thế Trung thấy rõ người khổng lồ kia là tượng thánh nhân biến thành, nhưng không biết vì sao uy lực mà tượng thánh nhân thể hiện trong thời khắc này còn cường đại hơn trong tay hắn. Tên trộm này còn dùng bảo vật tốt hơn mình. Chuyện này khiến Kim Thế Trung kích động hẳn lên. Chắc chắn kẻ này có lai lịch không nhỏ. Bắt sống lão già này, Kim Thế Trung hô to. Bốn luồng lực lượng hùng hồn hóa thành lao ngục vô biên, như tòa núi cao đè xuống, áp chế gắt gao bức tượng thánh nhân kia, lộ rõ phong thái đại năng. Các bạn đang nghe chuyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 569, Đánh cướp. Thiên Thánh Phủ xuất hiện động tĩnh lớn như vậy, đương nhiên Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng thấy. Bọn họ tìm ra thật rồi, nhưng nhìn dáng vẻ này, e là ngươi không có cơ hội vớt lợi lộc gì rồi. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ hừ một tiếng nói, Ninh Dạ vẫn rất bình tĩnh, cá cược vẫn còn, Mỗ Mỗ không định thử à. Lão thân còn chưa hồ đồ, cướp bảo bối từ tay bốn Niết Bàn, không làm được. Thế nếu lão già này xông ra khỏi Thiên Thánh Phủ, có phải sẽ có cơ hội không? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ ngớ người, xông ra. Làm sao xông ra? Thánh Vương các bố trí thần cấm thiên la địa võng, tứ đại Niết Bàn đồng thời xuất thủ, lão già này có năng lực thông thiên cũng chẳng ra được. Vì vậy phải có người giúp hắn một tay. Nói xong, trong tay Ninh Dạ đã xuất hiện một vật. Chính là cái khay bạc kia. Y tiện tay triệu hồi một con yêu thú, nhét cái khay bạc vào tay nó, đặt thương thạch lên trên. Chỉ nghe ong một tiếng, mặt đất lại rung chuyển. Tâm thần mọi người lại chấn động, như bị ai bóp nghẹt trái tim. Yêu thú kia chết ngay lập tức. Một luồng tiên phong nâng khay bạc lên, Ninh Dạ chỉ tay một cái, thương thạch lại nâng lên, lại hạ xong. Trong quá trình lên xuống không ngừng này, ầm 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 ầm, trái tim mọi người chấn động điên cuồng, ngay cả Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cũng có cảm giác nguyên thần sao động, lại có áp lực khủng khiếp không cách nào kiềm chế. Cứ như thời khắc này bà đã hóa thành phàm nhân, trái tim sắp ngừng đập qua đời, khiến bà lão kinh ngạc tới mức con mắt muốn lồi ra. Đây là di vật thánh nhân, ta vô tình nhận được, chỉ biết mỗi cách dùng này. Ninh Dạ cũng không giấu bà, cười nói, không thể giết chết người, nhưng có thể đảo lộn thần thức, khiến người ta có sức mà không dùng được. Sau tiếng nói của y, chỉ nghe một tiếng ầm vang vọng rồi thấy tượng thánh nhân bên dưới vung bàn tay khổng lồ lên, không ngờ lại dãy khỏi trói buộc. Bốn người Kim Thế Trung đồng thời bị đánh bay, thiết quyền đánh thẳng lên đại trận trên trời, bầu trời như tan vỡ, xuất hiện tầng tầng vết rạn, chỉ trong chớp mắt đã tạo thành một mạng nhện khổng lồ. Quả nhiên, thứ này không những không ảnh hưởng tới tượng thánh nhân, ngược lại còn có trợ giúp. Khoảnh khắc sau tượng thánh nhân lại vung quyền, đánh liền vài đòn nặng nề, như khai thiên, không ngờ lại xé rách cả bầu trời. Tiếp đó tượng thánh nhân bay lên, lao thẳng ra ngoài tầng trời. Ninh Dạ dừng tay, thương thạch ngừng hạ xuống khay bạc. Đừng để hắn chạy. Bốn người Kim Thế Trung điên cuồng đuổi theo. Ninh Dạ tiện tay ném cho Tuyết Yêu Mỗ Mỗ một tấm gương, thứ này có thể khóa chặt lấy tượng thánh nhân. Mỗ Mỗ, muốn cướp tượng thánh nhân, cơ hội tới rồi đấy. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ ngớ người, ngươi bảo ta cướp. Ninh Dạ nhún vai, cho ngươi cơ hội rồi, có muốn hay không cũng tùy ngươi. Đằng nào ra khỏi Thiên Thánh Phủ, trời đất bao la, cho dù thất bại thì Kim Thế Trung cũng không làm gì được ngươi. Còn ngươi thì sao? Tuyết Yêu Mỗ Mỗ biết chắc chắn mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ninh Dạ trả lời, vãn gương tới kho báu của bọn họ, đã để lại cọc tiêu ở đó. Đương nhiên ta phải tới đánh cướp một phen. Ngươi ác lắm. Hóa ra lúc trước ngươi đòi lợi ích là giả, cướp giật mới là thật. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ cười lạnh một tiếng, ngươi định lợi dụng Mỗ Mỗ ta kiềm chế bốn người Kim Thế Trung, đợi ngươi đánh cướp Thánh Vương các xong lại quay về cướp tượng thánh nhân. Đúng vậy, thế Mỗ Mỗ có chấp nhận để ta lợi dụng không? Cá cược vẫn còn, nếu trong tình huống như vậy ngươi vẫn không thắng được, thế thì không thể trách ta. Tuyết Yêu Mỗ Mỗ vốn là người hào hùng, Ninh Dạ công bằng như vậy, bà lão không tức giận mà còn tán thưởng. Thần vật nhiều mấy mà không hợp với bản thân thì có ích lợi gì? Ta cũng không định sử dụng,
nhưng bản thân không dùng đến thì cũng không thể để đối thủ cầm được. Hơn nữa ai mà không có thuộc hạ cơ chứ? Ha 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 ha. Tuyết yêu mỗ mỗ ngửa mặt lên trời cười ha hả, thằng nhãi được lắm. Quả nhiên chỉ có ngươi, tính toán tinh tường, khẩu vị lại không nhỏ, chẳng trách làm được đại sự như vậy. Đã thế, lão thân cũng không khách khí nữa. Ẩm Tuyết, sư phụ đi trước một bước, ngươi cứ theo Ninh Dạ đi. Nói xong đã hóa thành một ánh tuyết, đuổi theo đám người Kim Thế Trung. Bên này, Ninh Dạ thấy Tuyết yêu mỗ mỗ đã đi rồi bèn nói, được rồi, bây giờ chúng ta cũng đi thôi. Đừng quên còn có ta. Công Tôn Điệp kêu một tiếng rồi xuất hiện, ném túi chữ vật cho Ninh Dạ. Ninh Dạ nhận lấy, cuốn lấy đám người Chỉ Vãn Ngưng, Tân Tiểu Diệp, phát động thuật quang độn, khoảnh khắc sau đã xuất hiện trong kho chứa bí mật của Thánh Vương Các. Đại trận cấm không của Thánh Vương Các tổn hại hai lần liên tiếp, đã bị trọng thương, lại thêm Chỉ Vãn Ngưng bố trí cọc tiêu từ trước, có thể nói lần này tiến vào cực kỳ dễ dàng. Bốn người vừa xuất hiện, một tu sĩ đã phát hiện ra tung tích, còn chưa kịp có phản ứng gì thì Ninh Dạ đã vung ống tay áo, tu sĩ kia trúng ảo thuật, ngơ ngơ ngác ngác đi ngược trở lại. Ninh Dạ đã mở kho bảo vật, bốn người đi vào. Kho chứa bí mật của Thánh Vương Các vốn cũng có tầng tầng lớp lớp cơ quan, cấm chế chi chít. Trong mắt Ninh Dạ, những cấm chế này đều là trò vặt, tất cả đều không lọt nổi pháp nhãn của y, chỉ giơ tay nhấc chân, dễ dàng phá giải. Chỉ Vãn Ngưng, Công Tôn Điệp và Tân Tiểu Diệp hưng phấn vơ vét liên tục. Công Tôn Điệp còn thả cả Nhạc Tâm Thiện ra, hung hăng đá vào mông hắn một cái, mau làm việc đi. Hành động của Nhạc Tâm Thiện bị khống chế, không tự chủ được chứ tâm trí vẫn còn nguyên, vừa giúp Công Tôn Điệp thu thập bảo vật, vừa trừng mắt nhìn Ninh Dạ. Người thì cầm theo bảo vật đi về phía trước, đầu thì trực tiếp vặn ra sau lưng nhìn Ninh Dạ, cứ như lưng mới là trước ngực hắn. Ninh Dạ không hứng thú gì với bảo vật, đối với y cướp bảo bối chẳng khác nào ăn cơm, hiếm có với không hiếm có gì đều không quan trọng, quan trọng là phải ăn cơm. Toàn bộ chú ý của y đều đặt lên người Nhạc Tâm Thiện. Nhạc Tâm Thiện nhìn mình như vậy, khiến y không khỏi mỉm cười, ta phát tài, ngươi không vui đúng không? Ta có thể hiểu được. Thật ra có lúc cách trả thù tốt nhất là để kẻ thù của ngươi thấy ngươi sống tốt như thế nào. Mà chuyện còn tốt hơn nữa là ngươi phải gánh tội cho hắn. Nói xong, Ninh Dạ quay sang Công Tôn Điệp, kho bảo vật bí mật của Thánh Vương Các bị trộm. Chắc chắn đám người Kim Thế Trung sẽ tức phát điên, lát nữa chúng ta đi trước, nàng dẫn Nhạc Tâm Thiện ra ngoài lượn một vòng. Dù thế nào cũng phải có người gánh tội thay mới tiện cho chúng ta. Nghe y nói vậy, Nhạc Tâm Thiện tức tới mức run lên bần bật, khổ nỗi toàn thân hắn bị khống chế, thậm chí không thể cắn răng, ngược lại Công Tôn Điệp không ngừng khống chế hắn lấy bảo bối. Ô ô ô, đây là Mậu Thủy Vân Xương Kiếm, lấy, đây là Thiên Thu Tán, lấy, còn đây là Hoàng Tinh Vạn Năm, ô, còn có cả Nguyên Đan của Đại Yêu Niết Bàn, lấy. Nhiều đồ tốt quá, chỉ tiếc là thần vật quá ít, chỉ có 2 món. Công Tôn Điệp hô to gọi nhỏ, nhưng người cầm đồ đều là Nhạc Tâm Thiện, sau đó ngoan ngoãn đưa vào tay Công Tôn Điệp. Công Tôn Điệp vẫn không hài lòng, giơ tay tát cho Nhạc Tâm Thiện một phát, làm việc nhanh lên, tốt xấu gì cũng là Vô Cấu đỉnh phong, sao lại lề mà lề mề như vậy. Nhạc Tâm Thiện soạt một tiếng, cuốn lên theo mây gió hành động. Khổ nỗi Công Tôn Điệp lại kêu, đừng có dùng pháp thuật. Phải lấy từng món bảo vật, dùng pháp thuật cuốn sạch như vậy khác nào phòng mang trợn má nuốt chửng, quá nhàm chán. Nhạc Tâm Thiện đau thấu tim gan, cảm giác như đang nắm bảo bối của mình. Ninh Dạ cứ có thêm lợi ích gì là như đâm một đao vào trong lòng hắn. Chương 570, Thiên Trụ Thụ. Kho bảo vật của Thánh Vương Các nhanh chóng bị quét sạch. Điểm đáng tiếc duy nhất có lẽ là thần vật có hạn, chỉ được 2 món. Dù sao Thánh Vương Các cũng không thể đặt tất cả thần vật trong kho, đại đa số đều có chủ. Thần khí được cất giấu chỉ có 3 món tất cả, một thì là vân thường mà Chỉ Vãn Ngưng đã lấy lúc trước, một là Linh Lung Ngọc Chi Bình. Có thể thấp thu tinh hóa thiên địa, tẩm bổ vườn thuốc, khiến cỏ cây mọc tùm, một món khác là một hạt châu có thể tụ tập ngũ hành, rất có lợi cho thần thông ngũ hành. Tuy không thần kỳ bằng đại năng nào đó và đại năng nào đó, hiệu quả không phải tức thì, nhưng cũng là thần vật tu hành hiếm có. Do nó không phải vật thường dùng nên hay bị cất trong kho, chỉ có lúc nào cần mới lấy ra sử dụng, kết quả lại là làm lợi cho Ninh Dạ. Ninh Dạ cũng không keo kiệt, cho Tân Tiểu Diệp món Linh Lung Ngọc Chi Bình, để cô mang về cho bà già kia, coi như có cái bù đắp.
Trong bóng tối, Ninh Dạ cũng coi chuyện này là thu mua, là lão nhà ngươi nhận lợi lộc ở chỗ ta, thua đánh cược, được lời hứa của ta, dẫu sao cũng phải tâm phục khẩu phục chứ. Còn bản thân y, tiền của ta xài mãi chẳng hết, cứ mua đồ có sẵn là được, sao phải đi làm nông dân. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Ninh Dạ dẫn bọn Trì Vãn Ngưng đi khỏi, Công Tôn Điệp thì sai khiến Nhạc Tâm Thiện quấy rối một hồi trong Thánh Vương Các. Đợi sau khi mấy vị cường giả của Thánh Vương Các xuất hiện mới thu pháp bảo lại, đột nhiên dịch chuyển tới bên cạnh Ninh Dạ. Bốn người cười ha hả, cũng mặc kệ Thánh Vương Các rối loạn ra sao, đi theo hướng khác. Quang độn suốt chặng đường, đi cả nửa ngày. Tới một sơn cốc, Ninh Dạ hạ xuống áng mây, đáp lên đỉnh núi nói, ở đây đi, chắc khoảng một canh giờ nữa lão già kia sẽ tới. Y có Côn Lôn kính, có thể quan sát vị trí của lão già kia mọi lúc mọi nơi, vì vậy chỉ cần xác định được phương hướng của lão ta, chặn đường là được. Lúc này nói xong, Ninh Dạ đã ra tay bố trí. Y định đặt một đại trận ở đây, chiêu đãi mấy vị đại lão cho tốt. Lúc trước Công Tôn Điệp đã nói lúc then chốt sẽ giúp hắn một tay. Xưa nay lời nói của Công Tôn Điệp không đáng tin, hiếm lắm mới được một lần giữ lời. Lúc này cô nhìn Côn Lôn kính, nghiêng đầu nói, lão già này cũng giỏi thật, không ngờ còn chống cự được tới giờ mà không bị bọn họ bắt. Một tu sĩ vạn pháp mà thôi, chẳng qua dựa vào tượng thánh nhân, không ngờ lại cố được tới giờ. Bí mật mà thánh nhân để lại, đương nhiên phải phi phàm rồi. Nếu không làm sao biết được nhiều lá bài tẩy của hắn, Ninh Dạ cười nói. Nửa ngày nay y không để ý trong kho bảo vật của Thánh Vương Các có gì, nhưng vẫn luôn để ý tới thủ đoạn của lão già này. Quả nhiên dưới sự chèn ép của đám người Kim Thế Trung, lão già này đã để lộ không ít thứ. Khoảnh khắc này thấy phản ứng của lão già trong Côn Lôn kính, lại kiểm tra túi chữ vật mà Công Tôn Điệp mang tới. Bên trong đều là di vật thánh nhân, khả năng cảm ứng của lão già này với di vật thánh nhân rất bất phàm. Ninh Dạ sưu tầm mấy năm mà không được vài món, lão già này lại thu thập đủ chỉ trong một lượt. Quan trọng nhất là có nhiều món đã được hắn tổ hợp lại. Thời khắc này Ninh Dạ xem qua, lập tức phát hiện có chỗ bất thường. Hả? Ninh Dạ lấy một món trong túi ra. Đó là một bức tượng nho nhỏ, không ngờ lại giống tượng thánh nhân như đúc. Đương nhiên tượng thánh nhân có thể thay đổi kích cỡ, lúc thu nhỏ cũng có thể giống như vậy. Vì vậy nếu không phải lúc trước lão già kia đã sử dụng tượng thánh nhân, không khéo Ninh Dạ đã cho rằng đây mới là tượng thánh nhân thực sự. Nhưng hiển nhiên, đây là bản sao. Đương nhiên Ninh Dạ cũng hiểu vì sao Nhàn Vân lão nhân lại đưa bản sao cho Công Tôn Điệp. Chắc tới 8 phần 10 là hắn định gắp lửa bỏ tay người, nhưng không ngờ Công Tôn Điệp nói đi là đi, hơn nữa còn dùng quang độn, chỉ trong chớp mắt đã biến mất, hắn muốn giá họa cũng không kịp. Nhưng nếu hiểu theo cách này, e là giữa tượng thánh nhân bản sao và tượng thánh nhân thật sự cũng có không ít chỗ tương tự. Điều khiến Ninh Dạ thật sự để ý là rõ ràng thứ này đã được chuẩn bị từ trước, coi như lá bài tẩy của lão già kia. Còn bên trong di vật thánh nhân không có thứ này. Tức là, hắn tự làm. Không, không phải hắn tự làm mà là hắn ghép lại. Mấy năm qua Ninh Dạ điều tra tất cả những gì liên quan tới di vật thánh nhân, cũng hiểu được đại khái. Tượng thánh nhân giả trước mặt chắc được chế từ một khúc cổ mộc trong số những di vật thánh nhân, ngoài ra còn gắn thêm một số di vật thánh nhân khác. Rõ ràng là một món trọng bảo hệ mộc nhưng lại bị lão già này cải tạo thành tượng thánh nhân giả, không biết có hư hỏng hay ảnh hưởng gì không. Lúc này Ninh Dạ cầm tượng thánh nhân giả lên quan sát kỹ lưỡng, chỉ cảm thấy thứ này huyền ảo dị thường, tuy là hàng nhái nhưng có cực kỳ ảo diệu. Lợi hại, lợi hại. Ninh Dạ trầm trồ, ánh mắt toát lên vẻ hưng phấn, lập tức bỏ qua lão già kia, trực tiếp đảo ngược Côn Lôn kính, nhắm vào tượng thánh nhân giả này. Tam thần khí tam thần thuật đồng thời phát động, đã tiến hành phân tích nó. Này, Công Tôn Điệp đang hứng thú quan sát Nhàn Vân lão nhân điều khiển tượng thánh nhân bị tứ đại niết bàn truy đuổi tới mức lên trời xuống đất, đột nhiên thấy hình ảnh biến mất, không khỏi kêu lên. Sau đó chỉ thấy trong Côn Lôn kính lại tỏa ra hào quang kỳ dị. Bên trong hào quang này có thể thấy loáng thoáng một thứ, đó là một gốc cây che phủ bầu trời, sừng sững một giới, khuất bóng cả bầu trời, chống cả không trung. Vốn dĩ hình ảnh này là cố định, nhưng ngay khoảnh khắc sau, hình ảnh lại di chuyển, sau đó chỉ thấy trong hình có một tiên nhân xe gió tay tới. Tiên nhân kia toàn thân bao phủ trong mây mù, không thấy vóc dáng, đi tới trước cổ thụ che trời nói, cuối cùng cũng tìm được, thiên trụ thụ. Được được, có được ngươi, đạo của ta cũng đạt tới đại thành, từ nay tạo hóa ngũ hành, diễn hóa vạn vật,
ta là giới tôn. Nói xong giơ ngón tay ấn xuống, gốc cây kia nhanh chóng khô héo, trên cây xuất hiện một gương mặt lớn gầm thét lên không. Khí thế hùng vĩ bất phàm, khổ nỗi cường giả đối diện mạnh mẽ như thánh nhân thời cổ, mọi phản kháng đều là uổng công. Dưới thần thông của cổ thánh kia, gốc cây che trời không ngừng khô héo chốc tách, cuối cùng toàn bộ thần lực hội tụ vào một chỗ, biến thành một khúc thần mộc, hạ xuống tay thánh nhân kia. Thế là thánh nhân vung tay, năm vật phẩm cùng xuất hiện. Lần lượt là tượng thánh nhân, quái vật ngọn lửa, khay bạc, thần mộc và một giọt nước nho nhỏ. Khoảnh khắc sau hình ảnh lại thay đổi, lần này là gương mặt của Nhàn Vân lão nhân. Hắn cầm khúc thần mộc lên, cười khà khà nói, xin lỗi, thiên trụ thụ, bản thể của ngươi là ta tìm lại lắp ghép đầy đủ, giờ thì giao mọi thứ của ngươi cho ta nào. Nói xong đã nhanh chóng hạ đao, bắt đầu đục đẽo khối thần mộc kia. Không ngờ thần mộc lại phát ra tiếng chu chéo, lão già hoàn toàn không thèm để ý. Hóa ra là thế. Hóa ra là thế. Đám người Ninh Dạ Chỉ Vãn Ngưng cùng lẩm bẩm. Tức là ngươi rất căm thù lão già kia phải không? Ninh Dạ nói với cổ mộc trong tay. Côn Lôn Kính có thể suy tính rõ ràng như vậy là vì cổ mộc này phối hợp với mình. Tượng thánh nhân cổ mộc lấp lóe ánh sáng, Ninh Dạ đã cảm nhận được lòng căm thù sâu sắc bên trong. Yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi đòi lại món nợ này. Ninh Dạ mỉm cười nói. Thế là tượng gỗ thiên trụ thụ bình tĩnh trở lại. Nó đang chờ đợi, chờ cơ hội báo thù. Các bạn vừa nghe xong tập 57 của bộ truyện Thiên Cơ Điện của tác giả Duyên Phận Không tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.